Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 1526, Phong Thánh học hội 2. Lý giải của ngươi không sai, tâm đắc này quả thực có chín nơi sai lầm. Không có tiếp tục truy vấn, Lạc Nhược Hy nhẹ gật đầu, nhíu mày. Xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng, thứ nhất, đây là khổng sư vừa vặn đột phá thánh giả lưu lại, lúc ấy hắn còn không trở thành vạn thế chi sư, càng không có đi đến tình trạng người người kính ngưỡng, xuất hiện sai lầm, cũng rất bình thường. Thấy đối phương không truy cứu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được nhẹ gật đầu. Khổng Sư mới vừa đột phá thánh giả, thực lực so với hắn bây giờ, cao không nhiều lắm, coi như thiên tư lại cao, lại làm sao có thể vượt qua mình nắm giữ Thiên Đạo thư viện. Lý giải phạm sai lầm cũng rất bình thường. Một người mới vừa vào thánh giả, có thể lý giải tu vi chỉ có 9 nơi sai lầm, đã rất nghịch thiên. Thứ hai thì sao? Trương Huyền nhìn qua Thứ hai, là hắn cố ý lưu lại, đến phong thánh đài học tập, cảm ngộ, vàng thao lẫn lộn, ai cũng không đảm bảo, không có kẻ xấu, không có cường giả dị linh tộc. Nếu để cho bọn họ học tập, chẳng phải được không chỗ tốt. Cho nên, cố ý lưu lại mấy chỗ sai lầm, để các danh sư biết, tin hết thư, không bằng không thư. Coi như hắn là vạn thế chi sư, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng cần phân biệt, cần phải có tư tưởng của mình. Lạc Nhược Hy nói tiếp. Cái này, Trương Huyền sửng sốt. Nói thật, hắn thật không có suy nghĩ nhiều như đối phương. Nàng nói như vậy, không phải không có lý. Học sinh có thể cùng lão sư học tập tri thức, nhưng coi như học cũng không thể tin hoàn toàn, phải có tinh thần hoài nghi, năng lực chất vấn mới có thể siêu việt, đi càng xa. Chẳng lẽ, Khổng Sư là cố ý lưu lại chín nơi sai lầm chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, để hậu nhân hoài nghi? Audio điện tử võ tấn bền Ngay cả khổng sư cũng dám hoài nghi, đối với tu luyện về sau, tất nhiên rất có tăng thêm. Mà nếu hoàn toàn tin tưởng, coi như có thể đột phá thánh giả, còn đường sau này, chỉ sợ cũng bị trận chết rồi. Nếu như là loại thứ nhất, sau khi khổng sư sáng lập danh sư đường, hẳn là sẽ vì tì vết của mình, cảm thấy tiếc nuối, vô cùng có khả năng đền bù, nhưng hắn không làm như vậy, nói rõ, loại khả năng thứ hai cực lớn suy nghĩ một chút trương huyền nói không sai nghe được phân tích của hắn ánh mắt lạc nhược hy sáng lên nhịn không được nhẹ gật đầu nếu như bởi vì không hiểu mà xuất hiện sai lầm sau khi trở thành vạn thế chi sư tất nhiên sẽ cảm thấy tiếc nuối sửa chữa nhưng hắn không có làm như thế bởi vậy nói rõ loại khả năng thứ hai cực lớn nhưng bản tâm đắc này đúng hay không cùng tìm vị trí khổng sư phong thánh chuẩn xác sẽ không có liên quan quá nhiều coi như nghiên cứu nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trước nghiên cứu một chút, nghiên cứu không ra, ta sẽ tìm xem khắp nơi. Không tiếp tục nói đề tài này nữa, Trương Huyền khoát tay áo, tâm thần đắm chìm trong tâm đắc mà Khổng Sư lưu lại. Bản tâm đắc này, kỹ càng tự thuật quá trình hắn đột phá thánh giả, dù không ghi công pháp, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đột phá đều miêu tả kỹ càng, nếu như thống kê những cái này vận hành chân khí mà nói, hoàn toàn có thể hình thành một bộ công pháp. Đương nhiên người khác không phải khổng sư, cũng không phải thiên phong thánh nhân, thật muốn dựa theo loại phương pháp này tu luyện, chỉ sợ không phải đột phá, mà là tổ hỏa nhập ma. Thật giống như Trương Huyền, thiên đạo công pháp của hắn, chỉ có thể hắn tự mình tu luyện, đổi cho người khác, còn không có luyện thành, trước liền thất khiếu chảy máu. Nghiên cứu nửa ngày, cái gì cũng không tìm được, bất đắc dĩ đứng dậy, minh lý chi nhãn của Trương Huyền nhúc nhích, tìm kiếm bốn phía. Ngọn núi rộng rãi bao la, trừ trước vách đá chất đầy người, địa phương khác cực kỳ minh mông. Trong mắt hoa văn nhúc nhích, rất nhanh đi một vòng lớn, vẫn như cũ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỗ khổng sư phong thánh, không phải dễ dàng tìm được như vậy. Cũng khó trách, nếu như dễ dàng, khẳng định sớm đã bị dị linh tộc phát hiện, căn bản không có khả năng lưu đến bây giờ. Một lần nữa trở lại gần vách đá, đang muốn tìm kiếm lạc nhược hy, chỉ thấy vách đá trước đó an tính, giờ phút này trở nên cực kỳ náo nhiệt, vô số người nghị luận ẩm ý, cùng trước đó trầm tư suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Vị bằng hữu này, đây là thế nào? Vừa rồi nơi này không phải rất yên tĩnh sao? Nhịn không được nhìn về phía một trung niên cách đó không xa. a à, đến thời gian phong thánh học hội giảng bài, mọi người sớm chuẩn bị một chút, để dễ tiếp nhận tri thức, cũng thống nhất một vấn đề, đến lúc đó có thể hỏi thăm tốt hơn. Trung niên nhân liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói. Phong thánh học hội, Trương Huyền ngẩn ngơ. Đây là cái gì? Ngươi không biết. Thấy vẻ mặt hắn kinh ngạc, trung niên nhân lắc đầu. Phong Thánh Học Hội là một tổ chức chuyên môn nghiên cứu bản tâm đắc này, có mười mấy vị danh sư thất tinh, tính cả mấy trăm vị danh sư lục tinh đỉnh phong tạo thành, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm đối với bản tâm đắc này, rõ như lòng bàn tay. Chúng ta nhìn, học trên một tháng, chưa chắc có hiệu quả, nhưng nghe bọn hắn giảng giải, liền không giống, có thể khắc sâu khai quật ý tứ mà Khổng Sư muốn biểu đạt, để cho người ta biết được ý tưởng chân thật của Thiên Nhân Sư lúc đột phá. Còn có loại tổ chức này. Trương Huyền tắc lưỡi. Thứ này, nói đến phức tạp, trên thực tế giống như Hồng Học Hội, Kim Học Hội kiếp trước, còn có những tên nghiên cứu Tam Quốc kia, đều là người rảnh rỗi nhất cả trứng mới làm. Cơm cũng ăn không đủ no, ai đi quản ngươi cái gì đỏ, vàng, Tam Quốc. Khổng Sư Phong Thánh, trong lòng cao hứng, lưu lại tâm đắc như thế mà thôi, có gì phải nghiên cứu. Còn nhiều danh sư như thế, không biết nghiên cứu bao nhiêu năm. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng. Đúng vậy, mau nhìn, tới. Thời điểm đang kỳ quái, liền nghe trung niên nhân nói thầm, lập tức nhìn thấy ba vị lão giả đạp không mà đến, tay áo bồng bềnh, tựa như thần tiên. chương 1527, Hùng Hổ Dọa Người một Ba người này, từng cái dâu tóc bạc trắng, bận trường bào danh sư, chiết xả ánh sáng, còn không rơi xuống, liền sao động ra khí tức kinh người. Danh sư thất tinh, nhìn thấy huy Trương lấp lánh trước ngực đối phương, trương huyền nhướng mày. Mấy danh sư này rõ ràng đều là thất tinh, mặc dù nhìn không ra đẳng cấp cụ thể, nhưng rõ ràng vượt qua phạm vi hồng viễn đế quốc. Làm phiền chư vị đợi lâu. Ba người hạ xuống, một lão giả trong đó mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía. Thanh âm không lớn, nhưng tựa như vang lên bên tai, để thanh âm huyên náo trước đó lập tức ngừng lại tiền bối khách khí có thể để cho tiền bối chỉ điểm là vinh hạnh của chúng ta mọi người phía dưới đồng loạt ôm quyền lĩnh hội trước vách đá cơ bản đều là bán thánh tòng thánh xem như danh sư cũng chỉ lục tinh hạ phẩm trung phẩm cùng ba người phía trước vẫn kém một đoạn rất lớn dưới tình huống không biết họ tên cụ thể xưng hô tiền bối thuộc về cấp bậc lễ nghĩa hậu bối tất cả mọi người là người thu luyện không cần thiết khách khí, tại hạ trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ngũ nhiên, những năm này chịu trách nhiệm sự vụ của phong thánh học hội, là một vị danh sư của thanh trúc đế quốc, mọi người có thể xưng ta là ngũ sư. Ông lão vuốt dâu, tự giới thiệu, ngũ sư, chẳng lẽ là phong thánh học hội đương đại hội trưởng, người nghe nói qua, tự nhiên, vị ngũ sư này, không chỉ có lĩnh ngộ rất cao đối với tâm đắc của khổng sư, càng là thanh trúc học viện viện trưởng. Thanh trúc học viện, Ngươi nói chính là danh sư học viện của Thanh Trúc Đế Quốc. Đúng vậy, dưới Thanh Nguyên Đế Quốc có 46 đế quốc nhất đẳng, tổng cộng chỉ có 4 học viện. Mặc dù Thanh Trúc bài danh không phải cao nhất, nhưng cũng không phải hồng viễn danh sư học viện có thể so sánh, là một viện trưởng, học vấn cùng thực lực không thể nghi ngờ. Nói như vậy, có thể nghe lớp của hắn, chúng ta kiếm lợi lớn. Nghe được tự giới thiệu, phía dưới lập tức nghị luận ẩm ý, đều lộ ra vẻ chấn kinh. Mỗi ngày phong thánh học hội đều sẽ đến giảng bài, có điều thời điểm bình thường, đều là chút hội viên bình thường. Hôm nay đường đường hội trưởng, một vị viện trưởng thất tinh đích thân tới, để không ít người khiếp sợ. Thanh Trúc học viện, ở trong bốn đại học viện, mặc dù không phải xếp hàng thứ nhất, nhưng cũng không phải đếm ngược, là một viện trưởng, thực lực cùng địa vị có thể tưởng tượng. Tự mình giảng giải khổng sư lưu lại tâm đắc cho bọn hắn, quả thực cực kỳ vinh hạnh. Vị bên cạnh ta, là vương liêu vương sư cùng tôn kính tôn sư, các vị có gì không hiểu, có thể hỏi bọn họ kể ra, ta sẽ căn cứ mức độ khó dễ tiến hành giải đáp. Ngũ sư cười cười, vương liêu, ta nghe nói qua, một phần khổng sư vấn đạo luận truyền vang mấy chục đế quốc nhất đẳng, nghe nói bản văn chương này, để ít nhất hơn 300 người có cảm mộ, từ đó đột phá ràng buộc, là một trong thập đại danh sư của thanh trúc đế quốc. Vị tôn kính này ta cũng nghe qua, cũng là một trong thập đại danh sư của thanh trúc đế quốc, sáng tạo tòng thánh phá cảnh pháp khiến muôn người đều đổ xô ra đường ta từng tốn giá cao mua một bản không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy chân nhân nghe được ngũ sư giới thiệu phía dưới lần nữa xôn xao hai người này cũng không phải hạng người vô danh trái lại còn tiếng tăm lừng lẫy nhưng mà thanh trúc đế quốc cách nơi này rất xa ngồi thánh thú cũng phải mất nửa tháng làm sao đột nhiên tới nơi này tất cả mọi người đã nhận biết ta liền không nói nhãm trước giảng cho mọi người một chút, nguồn gốc bản tâm đắc này của khổng sư. Giới thiệu xong bản thân, ngũ sư nhìn quanh một vòng, bắt đầu giảng giải. Mọi người đều biết, thời kỳ của khổng sư, chính là dị linh tộc công chiếm đại lục, chiếm vị trí chủ đạo. Khi đó, nhân loại ăn bữa hôm lo bữa mai, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Sinh ra ở thời đại như vậy, mặc dù khổng sư đột phá thánh giả, thành thánh nhân thiên địa công nhận, vẫn như cũ lo lắng nhân tộc, muốn vì nhân tộc xuất lực, bởi vậy, bản tâm đắc này, tuy có cảm ngộ đột phá thánh cảnh, nhưng cũng có tâm tình yêu quốc yêu dân, gian nan khổ cực dung nhập trong đó. Yêu quốc yêu dân, gian nan khổ cực. Trương Huyền nháy con mắt. Khổng sư lưu lại thứ này, chỉ là vì nhắc nhở hậu nhân, tu luyện cần cẩn thận, không nên lỗ máng, lúc nào có loại cảm tình này. Tên này liên tưởng có chút rộng đi. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, những học vấn gia, chuyên môn nghiên cứu này, bình thường đều sẽ để thứ đơn giản, biến thành rất phức tạp, từ đó biểu hiện bản thân có học vấn, trên thực tế. Bản thân tác giả nhìn thấy, cũng sẽ phán một câu con mẹ nó, ai nghĩ như thế. Tựa như kiếp trước, Đại Văn Hào Lỗ Tấn nói một câu, ở hậu viên của ta, có thể trông thấy ngoài tường có hai gốc cây, một gốc là cây táo, còn có một gốc cũng là cây táo. Hậu thế đủ loại giải thích, nói hắn biểu hiện ra nhàm chán, cô tịch có tài văn chương, lợi hại. Mà trên thực tế, chẳng là gì cả vị ngũ sư trước mắt này, rõ ràng cũng có tiềm chất học vấn ra. Cho nên, mang theo loại cảm tình này lại đi xem bản tâm đắc đó, liền có thể chính thể hiểu tâm cảnh của khổng sư. Ngũ sư tiếp tục nói, tựa như câu cơm sơ ăn uống nước, không cánh tay mà gối, vui cũng ở trong đó vậy. Chính là bị dị linh tộc chèn ép, khắc họa hình dáng chân thực của nhân tộc. Phiên dịch ra, chính là mặc dù ăn thô lương, uống nước lạnh, uốn cánh tay làm gối, nhưng khổng sư vì nhân loại mà cố gắng, tự giải trí cũng không cô đơn. Thanh âm lang lãng, giảng giải tâm đắc trước mắt. Nghe một hồi, mí mắt Trương Huyền xoay loạn. Cũng không phải nói đối phương giảng sai, mà là thời điểm bọn họ nhìn tâm đắc, trực tiếp cất cao khổng sư đến tình trạng ngước nhìn, căn bản không theo bản chất xuất phát. Hiểu như vậy, mặc dù cũng không tệ, nhưng cách ý cảnh chân chính của khổng sư càng ngày càng xa. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy tên danh sư thất tinh này đến cùng làm sao kiểm tra, hoàn toàn hữu danh vô thực, nhưng cẩn thận suy nghĩ, liền hiểu được. Chuyên gia kiếp trước, liền chuyên gia chân thực sao? Không phải cũng có rất nhiều đầu óc bị côn trùng đục lỗ sao? Danh sư đại lục, lực ảnh hưởng của khổng sư thực sự quá lớn, chỉ cần là danh sư, đều sẽ xem hắn như thần tượng, loại quan niệm này ăn sâu bén dễ, chỉ cần là vật hắn lưu lại, nhất định phải đẩy lên cao nghiên cứu, mới có thể để cho vô số người tin phục chương 1528, hùng hổ dọa người, hai. Nếu không, chính là ly kinh phản đạo, không tôn trọng sư đạo. Hắn không giống, nắm giữ thiên đạo thư viện, bất kỳ sự tình gì đều không tin phục mù quáng, lại thêm xuyên Việt đến, cảm giác kính sợ với khổng sư không lớn như thế, cũng chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngược lại so với những người khác nhìn càng xa, hiểu càng thêm rõ ràng. Âm âm, trong lòng đang cảm khái, phía trước một tòng thánh, dường như cảm ngộ cái gì, toàn thân oanh minh, tại chỗ đột phá. Trương Huyền nháy con mắt, vốn cho rằng đối phương nói ý nghĩ hão huyền, khẳng định không có hiệu quả gì, không nghĩ tới thực sự có người đột phá. Ta biết rồi, là tín niệm. Trong lòng Trương Huyền hơi động, hiểu được. Có lẽ ngũ sư này cũng biết giải thích như vậy là không đúng, có tranh lệch tâm ý ban đầu, nhưng danh sư đối với khổng sư đều có một loại sùng bái cùng tín niệm kiên định, chỉ cần loại tín niệm này mở rộng, có lẽ có thể đột phá ràng buộc. Thánh giả cùng tòng thánh, tranh lệch không chỉ tu vi, còn có tâm cảnh. Khó trách phong thánh học hội này hắn thấy rõ ràng rất kém, nhưng y nguyên có thể để cho vô số người sùng bái. Không sai, đã có người đột phá. Tốt, hiện tại ta liền giảng giải cho mọi người, câu khó có thể lý giải được nhất là tĩnh mà không lo, khô mà ý loạn. Bình chân như vậy, chọn tĩnh di chi, lực lượng thỏa sức vô địch tiến, cũng có thể phá ý tứ rất đơn giản, chỉ cần tâm cảnh trầm ổn, yên tĩnh không lo, coi như chân khí không đủ, đồng dạng có thể đột phá. Thấy có người đột phá, ngũ sư hài lòng vuốt dâu, tiếp tục giảng giải. Cái này, Trương Huyền nhịn không được cười lên. Khổng sư lưu lại câu nói này, bản thân liền có vấn đề, chính là một trong chín thiếu hụt mà thư viện nói tới. Tuy tâm cảnh quan trọng, cũng phải cùng lực lượng tương dung, làm đến chi hành hợp nhất. Chỉ có tâm cảnh đến, chân khí sẽ tự nhiên vận chuyển, làm đến vô vi mà trị, mới có thể thuận theo tự nhiên đột phá. Kỳ thật câu nói này, khổng sư là động viên hậu bối, không cần xem lấy tu vi chân khí, còn cần ma luyện trên tâm cảnh, kết quả đến trong miệng đối phương, liền biến thành bí pháp đột phá. Khó trách, rõ ràng có chín nơi sai lầm, lại không có người nhìn ra. Không phải những người này quá đần, mà là bọn họ nghĩ khổng sư quá mức vĩ đại, từ đó xuyên tạc ý tứ. Vị bằng hữu này, tại hạ giảng giải có vấn đề gì, để người bật cười như thế. Đang lắc đầu, cảm giác đối phương lý giải không nghe cũng được, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngừng đầu lên, chỉ thấy ngũ sư nhíu mày, thẳng tắp nhìn lại. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe giảng, nhưng vị này bật cười, để hắn không vui. Mặc dù danh sư thất tình có độ lượng dung người, nhưng nơi này là phong thánh đài thánh địa, không cho người tùy ý khinh nhờn. Không nghĩ tới bị đối phương nhìn thấy, Trương Huyền mang theo xấu hổ, gãi đầu một cái, liền ôm quyền. Tại hạ nghe đến chỗ tinh diệu, có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới bật cười, có chỗ thất lễ, mong được tha thứ. Coi như đối phương sai, cùng bản thân cũng không có quan hệ gì, không nên đi làm mục tiêu cho mọi người công kích. Bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, người một tiểu gia hỏa quy nhất cảnh, nghe hiểu được sao? Bản tâm đắc này của khổng sư là nhằm vào tòng thánh, còn bừng tỉnh đại ngộ, người biết giảng là cái gì không? Bừng tỉnh đại ngộ, đến, người đột phá cho ta xem một chút. Nghe được hắn nói, chung quanh rất nhiều tu luyện giả, tất cả đều nở nụ cười. Những người này đều là cường giả tòng thánh, cũng không dám nói có thể nghe hiểu, người một tiểu tử quy nhất cảnh, còn nghe được chỗ tinh diệu. Thật là nói khoác không biết ngưỡng. Sao ra mặt dày như vậy? Thấy hắn nói như vậy, ngũ sư cũng nhướng mày. Ồ, nếu được chỗ tinh diệu xin hỏi nơi nào tinh diệu không ngại nói ra mọi người cùng nghiên cứu thảo luận cái này ta liền không bêu xấu trương huyền liên tục vẫy tay người ý tứ là ta ở đây bêu xấu vẻ mặt ngũ sư khó coi ta ta không phải ý tứ này không nghĩ tới hắn lại lý giải như vậy trương huyền ngây ngốc một chút vội nói ta nói là ta trình độ thấp nói ra cũng làm trò hề cho thiên hạ còn không bằng không nói. Ngươi nghe khóa của ta, có điều tâm đắc, lại nói ra làm trò hề cho thiên hạ, ý của ngươi là khóa của ta. Không đáng giá nhắc tới, làm trò hề cho thiên hạ. Ngũ sư khẽ nói, ngươi hiểu lầm, ta là nói mình trình độ thấp. Trương Huyền lắc đầu, trình độ thấp, nhưng có thể nghe ra chỗ tinh diệu, kìm lòng không được bật cười, vậy khóa của ta chẳng phải trình độ càng thấp hơn. Ngũ sư nhíu mày, chương 1529, phong thánh đài sập một. Người muốn hiểu như vậy, ta thật không có biện pháp. Thấy đối phương mỗi lần đều trêu chọc, giải thích thế nào cũng không bỏ qua, trương huyền cao mày. Tất cả mọi người là danh sư, điểm đến liền dừng là được, ta đã biết lỗi, không cần thiết hùng hổ dọa người đi. Làm càn, lại dám nói chuyện với ngũ sư như thế. Ngu xuẩn từ đâu tới, thật không biết trời cao đất rộng. Nghe được hắn nói, chung quanh xôn xao, tất cả mọi người sắp nổ tung. Nghe khóa của ngũ sư, liền cùng hắn có tình nghĩa bán sư, người một tiểu tử quy nhất cảnh, không khiêm tốn nghe thì cũng thôi, thế mà còn nói ra lời này, muốn tìm chết sao. Chẳng qua để ngươi qua đây giảng giải mà thôi, sao thành hùng hổ dọa người. Có câu biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết. Giả vờ giả vịt, ra vẻ hiểu biết, đây là thái độ danh sư nên có. Ánh mắt ngũ sư như điện, đi tới trước một bước âm âm. Lực lượng danh sư thất tinh vượt qua thánh cảnh nhị trọng trong nháy mắt rơi xuống, như là thực chất, đấu đá bốn phía, tựa như thủy triều đánh tới, để cho người ta hô hấp không thoải mái. Làm lão ngoan đồng nghiên cứu tâm tác phong thánh, đối với phong thánh đài có tình cảm đặc thù, rất không nhìn nổi vãn bối mạo phạm, tên này từ khi bản thân bắt đầu giảng, biểu tình liền cổ quái, cuối cùng cười nhạo, để hắn cũng nhịn không được nữa. nghiệt thị hắn, không tính là gì, ở địa phương như khổng sư phong thánh cũng tùy tiện như thế. Nếu là học sinh của hắn, chỉ sợ sẽ trực tiếp khai trừ học tịch. Nguyên nhân chính vì như thế, danh sư thất tinh mới lớn tiếng trách mắng danh sư tứ tinh, cũng không phải không để ý thân phận, càng không phải đồ ngốc, mà là muốn để tất cả mọi người biết cái gì là lễ, tôn trọng với khổng sư. Nếu không, người người đều như thế, tôn nghiêm sư đạo ở đâu? Ra vẻ hiểu biết, thiên đạo chân khí xoay chuyển, tất cả áp lực tan biến vô hình, Trương Huyền Dương mắt nhìn ra hỏa trước mắt, nhịn không được lắc đầu. Người giảng sai, ta cũng chẳng muốn nói, chụp mũ cũng chụp thật nhiều. Mặc dù buồn bực, có điều hắn cũng không phải người thích gây chuyện, đành phải ôm quyền. Tốt, là tại hạ không hiểu, cử chỉ có chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Hiểu hay không hiểu, trong lòng rõ ràng là tốt rồi, không cần thiết tranh chấp. Đối phương có ý gì, hắn không muốn để ý tới, nhưng mà coi như người muốn giết gà dọa khỉ, đi tìm người khác, đừng tìm ta a há Không hiểu nhưng ở đây ăn nói bừa bãi, thật là thẹn với danh sư. Ngũ sư hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, mang theo khí thế đặc hữu của danh sư thất tinh. Ta không muốn lại nhìn thấy người tùy tiện như thế, cởi danh sư phục ra, xuống núi đi. Cởi danh sư phục, xuống núi. Trương huyền sầm mặt lại. Cởi danh sư phục, đuổi xuống núi, đây là vũ nhục cực lớn. Một khi truyền đi, chức nghiệp danh sư của mình, chỉ sợ sẽ bởi vậy chôn vùi. Mình vừa lui lại lui, tên này còn muốn bước bách như thế, chẳng lẽ thật coi mình trẻ tuổi, dễ khi dễ. Muốn uy hiếp mọi người, cũng không cần bắt ta khai đao chứ. Chẳng lẽ dáng dấp của ta làm người ta ghét như thế, ai gặp cũng muốn đạp mấy cước. Là cái mặt diếu cợt, ai cũng muốn dạy dỗ vài câu. Không sai, ngũ sư lạnh lùng nhìn qua nói. Để ta tự mình đuổi ngươi đi, cũng không phải chỉ cởi danh sư phục đơn giản như vậy. Thấy thái độ của đối phương nghiêm túc, không giống nói đùa, trong mắt Trương Huyền hơi híp, ngẩng đầu lên. Cho ngươi mặt mũi lại không nhận, giảng chó má cũng không phải, sai lầm trồng chất, lưu cho ngươi mặt mũi, thật không tiện vạch trần, còn ở nơi này giả trang lão sói vẫy đuôi. Đã thừa nhận sai lầm, còn không buông tha, làm sao, muốn ta đánh mặt mới sảng khoái. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi đánh, ngươi đánh được sao, Ngươi nói cái gì? Không nghĩ đến tiểu tử quy nhất cảnh này dám nói như vậy, vẻ mặt ngũ sư trở nên xanh xám. Nói cái gì ngươi không nghe thấy? Khổng sư lưu lại tâm đắc, là vì nhắc nhở, đốc xúc hậu bối, ngươi xuyên tạc ý tứ không nói, còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, mê hoặc mọi người, không mắng ngươi là tốt lắm rồi, cùng ta giả ngu, giả trang cái gì? Để chứng minh ngươi rất lợi hại sao? Trương huyền hừ lạnh, vốn không muốn nhiều lời, khiêm tốn là được, không dứt đúng không? nể mặt ngươi, còn thật sự cho rằng ta nghe không hiểu. Làm càn, không nghĩ tới tên này một chút mặt mũi cũng không cho, ngũ sư tức giận sắp bạo tạc. Làm càn, đến cùng là ai làm càn, khổng sư lưu lại tâm đắc, vốn là vì khảo nghiệm hậu bối, tổng cộng có 9 nơi sai lầm, còn phong thánh học hội hội trưởng, các người nghiên cứu nhiều năm như vậy, nghiên cứu ra thứ gì? Có biết những sai lầm kia ở đâu sao? Trương Huyền không chút khách khí, đã mở miệng, Vậy phải đánh thật đau mới được. Chín nơi sai lầm. Tại sao khổng sư có thể có sai lầm? Quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Nói càn. Chương 1530, Phong Thánh Đài sập 2. Nghe nói như thế, không chỉ Ngũ sư khiếp sợ, ngay cả rất nhiều tu luyện giả ở chung quanh, tất cả đều biến sắc, nhịn không được trách mắng. Nói khổng sư phạm sai lầm, chẳng khác nào nói bọn hắn trời sập, ai dám tin tưởng. Không tin, vậy thì tốt hiện tại ta liền nói cho các ngươi chín nơi sai lầm này ở đâu. Chẳng muốn phí miệng lưỡi với đối phương, Trương Huyền tiến về phía trước một bước, đi tới gần vách đá, ngón tay chỉ, một đạo chân khí bắn ra, như quang bút, tìm tới chỗ sai lầm thứ nhất. Đây là chỗ thứ nhất, tính mà không lo, khô mà ý loạn. Ung dung tự tại, chọn tính di chi, lực lượng tung không tiến lên, cũng có thể phá. Lực lượng cùng tinh thần, phải làm đến dung hợp thành một, mới có thể yên tĩnh mà thản nhiên, có lực vô thần, như là thánh thú, có man lực, không có kỳ ngộ đặc thù, không có khả năng tiến lên. Có thần không có lực, là nghĩ viển vông. Khổng sư lưu lại lời nói như vậy, là muốn cho hậu nhân phát hiện huyền bí trong đó, không nghĩ viển vông. Mà vị ngũ sư này, giảng cho các ngươi là, chỉ cần tâm cảnh đầy đủ, không cần lực lượng cũng có thể đột phá. Lợi hại a hát, đến, đột phá cho ta xem một chút. Đột phá không ra, có tin ta đánh chết ngươi hay không? Ngươi, sắc mặt ngũ sư đỏ lên. Chỗ thứ hai, e ngại ở thiên địa, thần minh mông, tâm yêu tư, giống như lực áp vai, mới đến tiến lên. Chủ ý nói là, người phải hiểu được e ngại, mới có thể cảm giác như lực lượng ép trên bả vai, mới có thể tiến bộ, luôn luôn tự cao tự đại, sẽ chỉ trì trệ không tiến. Câu nói này, đối vừa võ giả mới bắt đầu tu hành, không có bất kỳ sai lầm gì, nhưng mà tu luyện tới thánh cảnh, nghịch thiên mà đi, nếu như e ngại, còn làm sao trưởng thành? cường giả chân chính, thần cản giết thần, phật cản giết phật, chỉ có tín niệm không e ngại hết thảy mới có thể đột phá như uống nước, thăng cấp như ăn cơm. nơi thứ ba, thứ tư, đứng ở trước vách đá, thanh âm của trương huyền như đao, mỗi câu đều nhắm thẳng vào thiếu sót của bản tâm đắc, mặc dù đều là thiếu hụt rất nhỏ, nhưng nghe vào trong tai mọi người, tất cả đều vẻ mặt ngẩn ngơ, nhịn không được run rẩy. văn tự trên vách đá bọn họ không phải không hoài nghi nhưng mà vừa nghĩ tới là khổng sư lưu lại liền tự nhiên suy nghĩ tới phương hướng tốt giờ phút này bị thanh niên vạch trần khuôn mặt mọi người trắng bệch trong lòng tựa như rời sông lấp biển chẳng lẽ khổng sư thật sai nhưng mà khổng sư làm sao sẽ sai hắn là vạn thế chi sư ngũ sư cách đó không xa càng sướng sờ tại nguyên chỗ thân là danh sư thất tinh đối phương nói có sai lầm hay không còn có thể phân biệt lại thêm đắm chìm tâm đắc này nhiều năm, đối phương nói, lập tức cho hắn sung kích cực lớn, như lý niệm nhiều năm qua kiên trì trong nháy mắt sụp đổ. Đây là chỗ sai lầm thứ 9. Thấy mọi người mặc dù không lên tiếng, nhưng đều tin phục, Trương Huyền thừa thế sông lên, nói ra chỗ thiếu hụt cuối cùng. Ông, nương theo tiếng nói kết thúc, văn tự trên vách đá đột nhiên bộc phát ra hào quang trói sáng, tựa như nghe hiểu hắn, chín nơi sai lầm trước đó hắn nói ra, một hồi nhúc nhích, chín chữ to bay ra, lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi bốn phương. Đại thiện, tận tin sư, không bằng không sư. Không có chín chữ này, chín nơi sai lầm trong tâm đắc, lập tức phát sinh biến hóa, trở nên hoàn mỹ vô khuyết, lại không một chỗ sai lầm. Đây là khổng sư công nhận. Hắn được khổng sư công nhận. Không phải khổng sư phạm sai lầm, mà là khảo nghiệm khổng sư lưu cho hậu nhân. Đáng tiếc chúng ta đều không nhìn ra, ngay cả phong thánh học hội cũng không hiểu rõ nhìn đến nơi này mọi người sao vẫn không rõ thân thể cứng đờ kìm lòng không được quỳ dạp xuống đất người thanh niên này nói ngay cả khổng sư cũng công nhận nói rõ đúng đắn trước đó mọi người nghi ngờ ngũ sư diễu cợt giờ phút này tất cả đều biến thành chuyện cười cái này cái này nghiên cứu nhiều năm như vậy đều là sai khác biệt mọi người khiếp sợ đám người ngũ sư sắc mặt trắng nhợt kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước vương sư tôn thị cũng biến sắc hồn bay phách lạc, không dám tin vào hai mắt cùng lỗ tai của mình. Trương Huyền nói, bọn họ đều có thể phân biệt thật giả, lại nói. Khổng sư cũng thừa nhận, lưu lại khảo nghiệm rõ ràng như thế, nhưng nhiều năm qua không phát hiện, còn tưởng là đúng đắn nghiên cứu. Phong thánh học hội, nhiều danh sư như vậy, lặp đi lặp lại thảo luận, ngày đêm nghiên cứu. Tự cho là đã khắc sâu hiểu ý tứ của khổng sư, bây giờ mới biết. Quả thực chính là chuyện cười. Giang giác, chín chữ to xuất hiện, khí thức cường đại vô địch, chấn áp mọi người nói không ra lời, tâm phi thần động, tựa như lâm vào ý cảnh đặc thù, không kiềm chế được. Vách đá sau lưng thì lay động kịch liệt, như hoàn thành một loại sứ mệnh nào đó, xuất hiện vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, từ rộng hẹp cỡ ngón cái, rất nhanh trở nên có thể dung nạp người lớn, ngay sau đó oanh một tiếng, nổ tung, đá vụn nhao nhao hạ xuống, kích thích vô số bụi mù một phần tâm đắc 3324 chữ của khổng sư, thời gian nháy mắt vỡ thành bột phấn. Mẹ nó, sắc mặt trương huyền trắng nhợt, thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa khóc lên. Hắn biết bản tâm đắc này có sai lầm, thật không nghĩ đến, chỉ ra sai lầm, sẽ để cho vách đá sụp đổ. Người vỡ oanh liệt như thế, tiêu sái như vậy, ta làm sao bây giờ? Trước mắt một mảng lớn danh sư, tận mắt thấy ta, hành hung, ngươi, sẽ đánh ta chết tươi có cần chơi ta như thế không ừm lạc nhược hy đang loạn chuyển bốn phía định tìm kiếm điểm khổng sư phong thánh chân chính nghe được oanh minh liền giật nảy cả mình thân thể nhoáng một cái thuấn di đến gần ngay sau đó liền thấy trương huyền đứng ở trước vách đá vẻ mặt mờ mịt khóe miệng không ngừng co giật con mắt của lạc nhược hy tối đen ta chỉ rời đi một lát a hát ngươi ngươi lại làm gì lần này làm sao ngay cả phong thánh đài cũng bị ngươi phế bỏ. chương 1531, không gian trồng chất một Phong thánh đài, trọng yếu nhất, cũng để cho người đổ xô tới chính là bản tâm đắc này. Bởi vì khổng sư lưu lại, chỉ cần là danh sư, đều xem như thánh vật, đứng ở bên cạnh, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ khinh nhờn. Người ngược lại tốt, thoáng qua một cái liền cho người ta diệt gọn, biến thành bộ dáng này, sửa cũng sửa không được, ở trong học viện, náo đến náo đi, chơi đùa long trời lở đất thì cũng thôi, dù sao chỉ là trò đùa trẻ con, danh sư học viện tự lo mặt mũi, sẽ không tuyên dương chuyện này ra ngoài. Nhưng nơi này, đường đường phong thánh đài, chỗ khổng sư phong thánh, trang trọng như thế, thần thánh như thế, thế mà cũng phá. Người có thể yên tĩnh một chút hay không? Đây quả thực là đánh mặt danh sư đường. Không cần nghĩ, đoán chừng ngay cả núi cũng không xuống được sẽ bị bị rất nhiều danh sư vây quanh, đánh chết tươi. Chuyện này là sao? Người cùng kiến trúc hoàn hảo có thù hay là phá hư vương trời sinh? Không thể cẩn thận chút sao? Lạc nhược hy tràn đầy im lặng, cũng không đoái hoài tới cái khác, thân thể mềm mại nhoáng một cái, liền đến gần Trương Huyền, bắt lấy ống tay áo của hắn muốn chạy ra ngoài. Bất kể nói thế nào, người cũng là nàng mang tới, trước chạy khỏi nơi này lại nói, nếu không, chờ mọi người kịp phản ứng, liền trốn không thoát ân vốn cho rằng tên này biết gây họa chỉ cần kéo một phát liền sẽ rời đi không nghĩ tới không nhúc nhích phảng phất như dưới chân mọc dễ đi mau nhịn không được quay đầu quát nhẹ không vội bàn tay trương huyền siết chặt trở tay giữ chặt ống tay áo của đối phương lắc đầu đầu tay còn lại chỉ một chỗ phế tích ngươi nhìn nhìn cái gì không nghĩ tới bây giờ hắn còn có tâm tình xem phế tích lạc nhược hy nhíu mày muốn nói gì cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn sang, chỉ nhìn thoáng qua, lông mày kìm lòng không được nhảy loạn. Chỉ thấy trong vách đá sụp đổ, cũng không phải đá vụn bụi bặm mà là một bệ đá khoảng một mét vuông, phía trên có vầng sáng đặc thù vây quanh, một cỗ khí tức thánh khiết cuồn cuộn chậm rãi chảy xuôi, cho người ta một loại cảm giác xuất trần thoát tục. Cái này, chẳng lẽ đây là địa điểm khổng sư phong thánh chuẩn xác? Con người lạc nhược khi co rụt lại, thân thể mềm mại run lên. Mục đích nàng tới, chính là vì cái này, vừa rồi cũng ở trên ngọn núi dạo qua một vòng, không hề phát hiện thứ gì, vốn cho rằng sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, tìm không được nữa, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giấu ở trong vách đá, khó trách dị linh tộc phá hư mấy lần, cũng không phát hiện cái gì. Bọn chúng phá hư là văn tự, mà vách đá này, mỗi lần đều giữ lại, không chịu đến tổn thương. Đi qua nhìn một chút, đang khiếp sợ, liền cảm thấy trên người siết chặt, Trương Huyền bắt lấy nàng, đi đến bệ đá. Lạc nhược hy không trần chờ đi theo sau. Vòng sáng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, che giấu ở trong bụi bặm nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, bàn tay Trương Huyền duỗi ra, nhẹ nhàng đụng một cái. Vù vù, vòng sáng lập tức khuếch tán, bao phủ hắn, ngay sau đó Trương Huyền, Lạc nhược hy liền cảm thấy dưới chân không còn, cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ. Mà bệ đá, cũng mất đi ánh sáng, biến mất ở trong bụi bặm cùng đá vụn như chưa hề xuất hiện qua nguyên lai đây mới là tâm đắc đúng đắn nhiều năm nghiên cứu như vậy lại sai hai người bọn họ biến mất lúc này đám người ngũ sư mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại vừa rồi khổng sư công nhận xuất hiện chín chữ to để bọn hắn trong thời gian ngắn lâm vào hôn mê cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại nhớ tới trước đó đủ loại thần kỳ khuôn mặt cả đám kích động đến đỏ lên phong thánh học hội, nghiên cứu tâm đắc không phải là vì biết được hàm nghĩa chân chính khổng sư lưu chữ sao. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, lý giải không bằng một vãn bối quy nhất cảnh. Tiền bối lý giải tâm đắc của khổng sư đâu. Vội vàng nhìn lại vị trí của Trương Huyền, chỉ thấy trước mắt giống tuếch, đâu còn có nửa bóng người. xưng hô cũng từ ra hỏa, biến thành tiền bối. Không thấy, vừa rồi còn ở nơi này. Vương sư cũng sững sờ bọn họ bị chín đại tử của cuộc khổng sư rung động, cảm giác qua một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế thời gian lại không ngắn, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy đi vào bụi bặm, biến mất ở trong màng sáng, bọn họ là một chút trí nhớ cũng không có, hình như không thấy được. Có thể lý giải tâm đắc của khổng sư, nhận được lão nhân ra công nhận, người này không đơn giản. Đáng tiếc, ngay cả họ tên cũng không biết. Ngũ sư lắc đầu, tràn đầy xấu hổ. Mới vừa rồi còn nói đối phương cái gì cũng không hiểu, bây giờ mới biết, người ta so với hắn hiểu càng khắc sâu. Mà hắn, tựa như một tôm tép nhãi nhép, thực quá buồn cười. Nhưng danh sư thất tinh cũng có khí độ của danh sư thất tinh, mặc dù vừa rồi làm không đúng, nhưng chỉ cần để hắn nhìn thấy lại vị tiền bối kia, tất nhiên sẽ ở trước mặt xin lỗi. Ngũ sư, vách đá sập. Tôn sư nhịn không được nói. Phong thánh đài, hàng năm đều có vô số người đến đây, hiện tại sập thành như vậy, bàn giao thế nào? Phong thánh đài, mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ có hiệu quả với cường giả chưa đến thánh cảnh. Ý nghĩa nhiều nhất là ở chỗ di tích. Hiện tại ta liền liên hệ thư hỏa sư tổng bộ để bọn hắn phái người đến chép tâm đắc lần nữa, chép theo. Chính xác. Mặc dù đổ sụp, lại có tâm đắc đúng, chẳng những không có tổn thất, còn công đức vô lượng. Hai mắt ngũ sư tỏa ánh sáng. Khổng sư công nhận, nói rõ lão nhân ra hết sức vui mừng đối với chuyện này, hắn cũng không tức giận nhóm người mình có gì có thể xoắn suýt. Huống chi, mới vừa rồi nhìn thấy tâm đắc chính xác, chỉ cần sao chép lần nữa, phong thánh đài chắc chắn sẽ thu hút càng nhiều người đến, so với trước kia càng thêm huy hoàng. Càng có thể để ý niệm của khổng sư phát dương quang đại. Vương sư, người ở lại chỗ này duy trì cuộc diệt, ổn định mọi người, tôn sư, người cùng ta đuổi theo, có lẽ thanh niên kia còn chưa đi xa. Tìm về giảng giải khổng sư tâm đắc cho chúng ta, tất nhiên có thể được lợi rất nhiều. Ngũ sư nói tiếp: "Chương 1532, không gian trồng chất 2." "Được." Tôn sư cùng Vương sư đồng thời nhẹ gật đầu. An bài xong, Ngũ sư cùng Tôn sư nhanh chóng đuổi theo xuống núi, hai vị danh sư thất tinh, cước lực cực nhanh, rất mau liền tới chân núi, kết quả, thanh niên kia như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù hắn làm sập vách đá, nhưng giải thích khổng sư tâm đắc, nhận được khổng sư công nhận, coi như hắn là danh sư thất tinh cũng không dám nhiều lời, ngược lại chỉ có thể may mắn, chính mắt nhìn thấy thời khắc lịch sử kia. Đáng tiếc, không tìm được đối phương, biết chắc đã đi xa, hai người đều thất vọng mất mát. Theo biến mất tại chỗ, sau một khắc, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy xuất hiện ở một vị trí rộng rãi. Trước mắt là bãi cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi tràn đầy, một nhà tranh không lớn đứng sừng sững ở cách đó không xa. Đây là chỗ nào? Trương Huyền nháy mắt, mới vừa rồi còn ở trên ngọn núi sao sau một khắc liền đến nơi này đang nghi hoặc lúc này mới nhớ tới còn đang nắm ống tay áo đối phương quay đầu nhìn lại chỉ thấy nữ hải hơi đỏ mặt liền vội vàng rút tay về nếu như đoán không sai đây là không gian trồng chất lạc nhược hy khôi phục lại rất nhanh trần chờ một chút nói không gian trồng chất trương huyền nghi hoặc ân giới tử nạp tu di chính là không gian gấp lại ở địa phương rất nhỏ phát triển ra phạm vi cực kỳ rộng lớn. Không gian giới chỉ, chính là một loại không gian trồng chất. Chỉ là, không gian của không gian giới chỉ, không thể dung nạp nhân loại, mà nơi này, có thể dung nạp. Lạc Nhược Hy nói, tương tự thiên nghĩ phong sao. Trương Huyền hiểu được, không gian giới chỉ không thể dung nạp người, thiên nghĩ phong sao có thể, đều là thủ đoạn giới tử nạp tu di. Không sai, tương tự thiên nghĩ phong sao, có điều càng rộng rãi. Lạc nhược hy gật đầu. Muốn khảo thí có phải hay không, cũng vô cùng đơn giản, không gian trong không gian trồng chất, không có ổn định như ngoại giới, toàn lực công kích, rất dễ dàng gây nên lay động. Trương huyền sững sờ, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Âm ầm một cỗ sóng khí quét sạch, toàn bộ không gian tựa hồ đung đưa. Quả nhiên không quá ổn định. Xem ra đây quả thực là không gian trồng chất. Không gian lớn như vậy, còn thần kỳ hơn thiên nghĩ phong xào người kiến tạo này thực lực mạnh có thể nói kinh khủng loại thủ đoạn này ít nhất phải đến danh sư cửu tinh mới nắm giữ dường như biết ý nghĩ của hắn lạc nhược hy nói cửu tinh trương huyền liếu lưỡi loại danh sư cấp bậc này đã đứng ở đỉnh phong đại lục coi như hắn có thiên đạo thư viện ở trước mặt đối phương cũng tuyệt đối không dám thở mạnh đây là thực lực cùng đẳng cấp tranh lệch không phải hồ ngôn loạn ngữ liền có thể bù đắp. Chẳng lẽ là, khổng sư lưu lại, trương huyền nhịn không được nói. Mới vừa tìm được sai lầm của phong thánh tâm đắc, liền đến nơi này, chỉ có một khả năng, đây là khổng sư cố ý lưu lại. Chỉ ra thiếu hụt, phá giải bẫy dập khổng sư lưu lại, tương đương với mở ra cấm chế nào đó. Có khả năng, nhưng ta cũng không xác định, đi vào nhà tranh nhìn xem, có lẽ có thể tìm được cái gì. Lạc nhược hy gật đầu. Được, Trương Huyền lên tiếng. Nhà tranh thoạt nhìn cực kỳ đơn sơ, cùng trước đó ở lôi viễn phong nhìn thấy không xê xích bao nhiêu, cửa phòng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái, kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Hai người nhấc chân đi vào. Gian phòng chỉ có hai, ba chục mét vuông. Ở giữa là cái bàn không lớn, một cuốn cổ thư đặt ở phía trên. Liếc mắt nhìn nhau, Trương Huyền vươn tay lấy thư tịch, nhẹ nhàng mở ra. Trên thư tịch tràn đầy chữ viết, Nội dung cùng tấm bia đá bên ngoài điêu khắc hoàn toàn tương đồng. Những chữ viết này, thoạt nhìn không có long phi phượng vũ như bên ngoài, nhưng cho người ta một loại cảm giác giản dị tự nhiên, thẳng vào nội tâm. Đây là chữ viết của Khổng Sư. Con người Trường Huyền co rụt lại, lập tức cảm thấy huyết dịch toàn thân giống như bị cái gì kích hoạt, tâm cảnh kìm lòng không được vận chuyển, thân phận thiên nhận danh sư vận chuyển lên. Trong nháy mắt, lâm vào ý cảnh đặc thù nào đó, cả người giống như ngu ngốc sư tự luyện tâm lạc nhược hy sướng sờ không cần đoán nàng cũng biết đây mới thực là tác phẩm của khổng sư cũng chỉ có vị vạn thế chi sư này mới có năng lực như thế chỉ bằng vào chữ viết cũng để người ta rơi vào ý cảnh đặc thù sư tự luyện tâm một khi phát động có thể tiến hành rèn luyện tâm cảnh là cơ duyên danh sư chỉ có thể ngộ mà không thể cầu biết không thể quấy giày lạc nhược hy liếc mắt nhìn hai phía phát hiện trừ quyển sách này trong phòng không có cái gì, đành phải lắc đầu, lui ra. Ra nhà tranh, dọc theo bốn phía dạo qua một vòng, đôi mi thanh tú của nữ hải nhíu lên, không biết nghĩ tới điều gì, trước đó ánh mắt thoáng mong đợi, trở nên có chút thất lạc. chương 1533, gặp lại khổng sư một. Vù vù, không biết qua bao lâu, trương huyền thở ra một hơi, hai mắt đen nhánh phóng ra tinh quang. Tâm cảnh khắc độ tăng trưởng 2, không. Lần này sư tự luyện tâm, Tâm cảnh khác độ so với lần trước hiệu quả lớn hơn gấp đôi, tăng lên tròn 2. Không, vốn đạt đến 19.1, mà bây giờ, một hơi đột phá đến 21.1. Khảo hạch danh sư thất tinh yêu cầu chính là tâm cảnh đến 21, hiện tại hắn đơn thuần tâm cảnh đã có thể so sánh danh sư thất tinh. Danh sư tứ tinh, nhưng có tâm cảnh khác độ của danh sư thất tinh, truyền đi tuyệt đối có thể dọa chết vô số người. Danh sư khó tăng trưởng nhất không phải tu vi, cũng không phải phụ tu chức nghiệp, mà là tâm cảnh khắc độ. Một chuyến đi ra, tăng trưởng nhiều như vậy, quả thực đến đúng rồi, mấy ngày này quả thực không có lãng phí. Tâm tình kích động, đang định thu hồi thư tịch, liền thấy phía trên lóe lên ánh sáng, một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt nho nhã rơi trên mặt đất. Là hư ảnh do ánh sáng hình thành, cực kỳ rõ ràng, tựa như chân nhân. Có thể không rơi vào bẫy, tìm ra thiếu hụt trong tâm đắc của ta, người rất không tệ, thanh niên khoảng 23-24 tuổi, mỉm cười, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi là, khổng sư. Trương Huyền sững sờ, con mắt trợn tròn, hư ảnh trước mắt này, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thời điểm lần thứ nhất thiên nhận danh sư, trong mộng thấy lão giả, có bảy tám phần tương tự. Nói cách khác, nếu đoán không sai, đây là khổng sư lúc còn trẻ. Khổng sư, trước 30 tuổi, đạt đến danh sư cửu tinh, nơi này là phong thánh đài, cũng chính là thời điểm hắn vừa vặn phong thánh, đối ứng cấp bậc danh sư, là lục tinh. 23-24 tuổi, không kém nhiều. Ta đích xác họ khổng. Thanh niên khổng sư cười cười, cũng không nói nhiều. Hiện tại ta là một đạo ý niệm, thời gian dừng lại sẽ không quá dài, người đã nhìn ra vấn đề trong tâm đắc ta lưu lại, rõ ràng ý tứ của ta, chúng ta coi như hữu duyên. Quyển sách này là tâm đắc ta đột phá thánh giả, trong đó cũng ẩn chứa công pháp tu luyện, tặng cho ngươi, Cẩn thận lĩnh ngộ, có lẽ đối với người tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Ẩn chứa công pháp. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại thư tịch, nội dung bên trong giống như trên vách đá bên ngoài điêu khắc, khác biệt duy nhất chính là khổng sư tự tay viết, ẩn chứa khí thức cuồn cuộn của hắn. Vừa rồi ở bên ngoài, liền dùng thư viện thu văn tự vào, cũng không thấy pháp quyết tu luyện gì a. À. Chẳng lẽ nghiên cứu không cẩn thận, xem ra sau này phải xem thật kỹ một chút. Mặt khác, trong những chữ này ẩn chứa tinh, khí, thần của ta sau khi phong thánh, lợi dụng thật tốt, sẽ có trợ giúp rất lớn. Thanh niên khổng sư tiếp tục cười cười. Nói đến thế thôi, tu luyện dù sao cũng phải dựa vào chính mình, cố gắng lên, hy vọng còn có ngày gặp lại. Nói xong, bóng người nguyên bản có chút loáng thoáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không vội, ta còn có việc muốn hỏi ngươi, ta xem qua cổ tịch, hình như ngươi cũng trúng tiên thiên thai độc, không biết làm sao mới có thể giải quyết thấy hắn muốn biến mất, Trương Huyền nào dám do dự, không để ý tới cái gọi là thư tịch, vội vàng nhìn qua, gấp gáp hỏi. Hắn thân chúng tiên thiên thai độc, kiểm tra cổ tịch, thấy khổng sư cũng chúng, hiện tại có cơ hội ở trước mặt hỏi, đương nhiên sẽ không buông tha. Người cũng chúng tiên thiên thai độc. Nghe được hắn nói, thanh niên khổng sư sững sờ. Không sai. Trương Huyền vội nói. Giải quyết như thế nào? Ha ha, ta đạo không cô tịch. Không có trả lời hắn, hai mắt thanh niên khổng sư tỏa ánh sáng cười to một tiếng. rốt cục cũng có người giống như ta quá tốt rồi. vù vù lời còn chưa dứt thanh âm của thanh niên khổng sư tiêu tán. mấy vạn năm trước lưu lại một đạo ý niệm vốn duy trì không được bao lâu có thể nói nhiều như vậy đã rất tốt rồi. ngươi trương huyền trợn trắng mắt ta hỏi ngươi đó ngươi vẫn chưa trả lời a à, tên này thật là khổng sư không phải nói khổng sư lòng dung thiên hạ lấy phục vụ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, là người tốt chính công sao? Làm sao cảm giác hèn mọn giống như mình vậy? Nghe nói bản thân chúng tiên thiên thai độc, không những không nói phương pháp giải quyết, vẻ mặt còn hưng phấn. Cái gì đạo ta không cô tịch, cái gì giống như ngươi? Xui xẻo giống như ngươi sao? Mấu chốt nhất là còn nói quá tốt rồi, tốt em gái ngươi a hát Trương Huyền sạm mặt lại, vốn nghĩ Gặp được ý niệm của Khổng sư, nhất định có thể hỏi thăm ra phương pháp giải quyết Tiên Thiên Thai độc, kết quả. Tin tức hữu dụng gì cũng không có, còn bị đối mới cười nhạo một phen. Được rồi, đoán chừng lúc này hắn cũng không tìm được phương pháp giải quyết. Tràn đầy buồn bực, suy nghĩ một chút cũng giật mình. Đạo ý niệm này là Khổng sư mới vừa phong thánh lưu lại, khi đó chẳng qua 23 24 tuổi, nhiều nhất danh sư Lục Tinh, Tiên Thiên Thai độc còn chưa giải quyết không biết phương pháp cũng rất bình thường. Thật muốn hỏi thăm, có lẽ hỏi khổng sư đi đến cửu tinh mới được. Trương Huyền lắc đầu, không đi nghĩ những chuyện này nữa, cầm lấy thư tịch trên bàn. Do thẻ che biên chế thành, mặc dù đã trải qua mấy vạn năm, nhưng không chút hư hại, chữ viết phía trên cũng không phải mực viết, mà là dùng phương pháp đặc thù điêu khắc lên, cả đám mượt mà sung mãn, mang theo khí phách kinh người. Nếu như có thể vẽ những chữ này một lần, thành tựu của ta ở thư họa tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Cảm nhận được trong chữ viết lộ ra lực lượng dâng trào, tâm tư của Trương Huyền chấn động. Khổng sư, có thể khai sáng chức nghiệp danh sư, thư họa bên trên tự nhiên không yếu, mặc dù lưu trữ thời điểm, vừa mới tới lục tinh, nhưng lĩnh ngộ ở trên thư họa đã không kém thư họa sư thất tinh, thậm chí bát tinh. Nếu như có thể vẽ lại, nghiêm túc học tập, thư họa chi đạo đi đến lục tinh, thất tinh, không khó lắm. Còn công pháp đối phương nói tới, hiện nay không nhìn ra, chỉ có thể trở về nghiên cứu. Đang định thư tịch đi, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy một quyển sách từ trong ngực ra. Chính là thiên đạo chi thư trấn áp ngoan nhân kia, vừa rồi làm hỏng vách đá phong thánh đài, sợ gặp phải vây công, nên lấy nó ra, để phòng bất chắc. Làm sao vậy? Mở thư tịch ra, nhìn về phía trái tim trước mắt. Tên này một mực nhảy lên, xem bộ dáng là muốn nói gì. Trường 1534, gặp lại khổng sư 2 đây là khổng sư tự tay viết ẩn chứa ý niệm của hắn không bằng d chín ưa cho ta nuốt đi chỉ cần ta ăn thực lực sẽ khôi phục không ít đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi nhiều hơn ngoan nhân tràn đầy tham lam nằm mơ trương huyền quất tới một tát còn tưởng rằng là chuyện gì không nghĩ tới tên này muốn ăn thư tịch mình mới lấy được thật là ý nghĩ hão huyền những chữ viết này ngươi đã ghi vào trong óc thư tịch có muốn hay không cũng không có gì đưa cho ta ta mượn nhờ khí tức ẩn chứa trong chữ viết, để cho sát lục chi khí của mình trở nên thuần khiết, thậm chí. Còn có thể bắt trước khí tức của khổng sư, thay người giáo huấn người khác. Bị đánh bổ nhào, ngoan nhân dừng lại, tiếp tục nói. Dù sao bị quyển sách này của ngươi đè lên, ta cũng trốn không thoát, ta khôi phục thực lực càng nhiều, ngươi cũng càng an toàn a hát. Quyển sách này ngươi đừng suy nghĩ, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục thực lực. Trương Huyền vung vung tay, không nói nhảm nữa, thu hai bản thư tịch lại. Thật vất vả nhận được một bản chép tay của khổng sư, tự nhiên không thể để cho tên này nuốt, lại nói, nếu không phải lạc nhược hy, cũng không chiếm được thứ này, quyển sách này, cũng không phải của mình, mà là hai người cùng sở hữu. Xử lý như thế nào, còn phải thương nghị với đối phương. Nhưng ngoan nhân nói không sai, nó khôi phục thực lực càng cao, bản thân cũng càng an toàn. Có thiên đạo chi thư trấn áp, không sợ nó phản kháng, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn thiên đạo sao chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của mình trước không nghĩ nữa biết nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng đẩy cửa đi ra nhà tranh lập tức nhìn thấy bóng lưng nữ hài đứng ở trên đồng cỏ cách đó không xa lộ ra vẻ cô đơn thế nào thấy hắn xuất hiện nữ hài xoay người lại cười nhạt một tiếng được ích lợi không nhỏ người thì sao có thu hoạch được gì không trương huyền nhịn không được hỏi đối phương tới, dường như muốn nghiệm chứng một loại suy đoán nào đó, đã tìm được vị trí khổng sư phong thánh chuẩn xác, nàng có thành công hay không, lại không biết. Có chút thu hoạch, được rồi, không nói cũng được. Không muốn nhiều lời, lạc nhược hy ngẩng đầu lên. Người nhận được sư tự luyện tâm, cũng coi như không đi một chuyến uổng công, trở về thôi. Trở về. Trương Huyền sững sờ, vội vàng lấy quyển sách kia ra ngoài. Đây là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, có một nửa của ngươi, nên xử lý như thế nào Quyền sách này Là người tìm ra sai lầm trong tâm đắc của khổng sư lấy được Tự nhiên quy ngươi Lạc nhược hy lắc đầu Hiện tại nàng cũng hiểu được Trước đó ở phong thánh đài Trương Huyền cũng không phải tùy ý phá hư Mà là giải quyết khổng sư lưu lại nan đề Lúc này mới phát động cấm chế nào đó Là khổng sư cố ý lưu lại khảo nghiệm. Không được Đây là chúng ta cùng lấy được Trương Huyền lắc đầu Nếu không phải đối phương dẫn hắn tới hắn cũng không biết phong thánh đài, chớ nói chi là địa phương này. Hiện tại nhận được chỗ tốt của sư tự luyện tâm, đối phương cái gì cũng không có, thực có chút băn khoăn. Khổng sư tự tay viết, người khác nhận được, sợ bị người cướp, người còn muốn đưa người. Thấy bộ dáng này của hắn, lạc nhược hy cười khổ lắc đầu. Đây không phải rau cải trắng gì, mà là khổng sư tự tay viết. Thứ này thả ra ngoài, thánh giả quý tộc cũng sẽ tranh đoạt, nhưng kẻ trước mắt này không xem ra gì thật không biết là thật ngốc hay giả ngốc được rồi nói cho người biết thứ này vô dụng với ta nếu như ta muốn nhất định có thể tìm được càng nhiều người trước giữ đi lạc nhược hy cười nhạt một tiếng khoát tay áo vô dụng trương huyền xứng sờ mặc dù không biết tại sao đối phương lại tự tin như vậy nhưng nhìn bộ dáng của nàng không giống giả mạo liền biết nói là sự thật thánh nhân quý tộc ta không rõ lắm có lẽ trong đó không thiếu khuyết tác phẩm của khổng sư Trương Huyền giật mình, đối phương có thể là người của thánh nhân quý tộc Lạc gia, loại đại gia tộc này, truyền thừa không biết bao lâu, mặc dù Khổng sư tự tay viết chân quý, khẳng định vẫn có thể lấy ra không ít. Lại nói, thư tịch trong tay là lúc Khổng sư phong thánh lưu lại, cách đỉnh phong còn xa lắm, loại đệ tử đại gia tộc này, chướng mắt cũng rất bình thường. Vậy ta liền không khách khí. Thấy đối phương xác thực không muốn, Trương Huyền không nói thêm lời, thu hồi thư tịch nhìn thoáng qua chung quanh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu nơi này là không gian trồng chất, chúng ta làm sao ra ngoài? chương 1535, trở lại Hồng Viễn Thành một Không gian trồng chất có chút tương tự trận pháp, tìm được cửa ra, tự nhiên có thể nhẹ nhõm rời đi. Lạc Nhược Hy nói, cửa ra, Trương Huyền nhìn hai bên. Không gian này không lớn, phương viên chỉ khoảng mấy trăm mét, chỗ xa hơn, liền giống như bị cái gì ngăn cách, lại như không gian bình chướng, coi như muốn đi qua, cũng không cách nào được. Xem ra đường ra ngay ở trong phạm vi này. Không gian bình chướng khẳng định là không ra được, có cửa cũng là ở phạm vi bốn phía nhà tranh. Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, nhìn một vòng, nhưng cái gì cũng không tìm được, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn sang địa phương mới vừa tới, quả nhiên nhìn ra một tia không giống. Hắn đi tới gần, bàn chân nhẹ nhàng đạp mặt đất, một vòng tròn chậm rãi xuất hiện cùng lúc đi vào nhìn thấy giống nhau như đúc không sai chính là cái này chỉ cần đạp lên chúng ta liền có thể rời đi lạc nhược hy cười cười đi tới trước thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên biến mất tại nguyên chỗ cẩn thận không nghĩ tới đối phương trực tiếp rời đi trương huyền nhảy một cái phong thánh đài bị phá rất nhiều danh sư khẳng định sớm đã điên rồi ra ngoài như vậy không phải đợi bị người đánh chết sao nhưng đối phương đã ra ngoài hắn không quản được nhiều như vậy, lúc này cũng đi tới. Vù vù, quang mang lóe lên, cảnh tượng trước mắt biến hóa, trời xanh, mây trắng, thanh phong xuất hiện lần nữa, nữ hải đang đứng ở cách đó không xa. Ân, nhìn một vòng, Trương Huyền nhịn không được sướng sờ. Đây là đâu? Một mảnh minh mông, rõ ràng khác biệt phong thánh đài trước đó. Ta cũng không biết, hẳn là khổng sư suy tính ra phong thánh đài xuất hiện, sẽ có không ít phiền phức, nên rời đi lối ra lạc nhược hy nói như vậy tốt nhất thấy không ở phong thánh đài miễn trừ vận rủi bị vây giết trương huyền thở phào nhẹ nhõm hiện tại hắn cũng hiểu được thu được khổng sư công nhận coi như làm hỏng phong thánh đài cũng không tính là gì mấu chốt là nếu như nói cho những danh sư kia phong thánh đài còn cất giấu một không gian trồng chất trong đó có bản chép tay của khổng sư khẳng định sẽ lập tức gây nên điên cuồng mặc dù không ít danh sư lòng mang thản nhiên nhưng vẫn có càng nhiều sẽ toát ra ý khác. Hắn không muốn bởi vì một cuốn sách bại hoại, bị người ngày ngày vây công. Do xét bốn phía một chút, xác định nơi này cách phong thánh đài khá xa, không có danh sư khác đuổi tới, lúc này Trương Huyền mới yên lòng, triệu hoán tử dực thiên hùng thú tới, đang muốn rời đi, nhưng nhìn bệ đá cách đó không xa, trong lòng hơi động, một ý nghĩ xông ra. Cổ tay khẽ đảo, một tổ ong lớn cỡ quả bóng đá xuất hiện. Chủ nhân, Thiên nghĩ phong mẫu rơi xuống đất. Nơi này có một không gian trồng chất, người có thể để nó vào tổ ong hay không? Trương Huyền nhìn qua hỏi. Thiên nghĩ phong xào, đường kính chỉ có hai ba mét. Để Tử Dương thú cũng ngại chen chúc, một mực không tìm được biện pháp để nó khuếch trương. Hiện tại, nơi này có không gian trồng chất to lớn như vậy, có thể nghĩ biện pháp để cả hai tương dung hay không? Cái trước mắt này, đường kính dài đến vài trăm mét. Thật muốn thành công, sẽ tạo thành một quân đoàn linh thú, xem ai không phục liền một hơi thả ra cuồng ẩu thiên nghĩ phong mẫu cúi đầu nhìn thoáng qua bệ đá bò lên một lát sau lần nữa tới gần hai mắt tỏa ánh sáng chủ nhân ta có thể dung hợp không gian trồng chất này với tổ ong nhưng có khả năng cần phải hao phí một chút thời gian đại khái bao lâu trương huyền nói liên quan tới không gian khẳng định hết sức phức tạp thiên nghĩ phong mẫu chẳng qua là linh thú quy nhất cảnh coi như thiên phú dị bẩm muốn hoàn thành cũng không dễ dàng như vậy ta cần ba ngày liền thôn phệ sạch sẽ, có điều chuyển hóa đến trong tổ ong, ít nhất phải mấy tháng. Thiên nghĩ phong mẫu nói, tốt, ta chờ ngươi ba ngày. Trương Huyền cười cười, ba ngày không tính là gì. Vâng, nghe được chủ nhân đáp ứng, thiên nghĩ phong mẫu cũng không nhiều lời, thân thể nhoáng một cái, chui vào bệ đá, biến mất không thấy gì nữa. Thấy hắn ngay cả khổng sư lưu lại không gian trồng chất cũng không buông tha, lạc nhược hy lắc đầu, chương 1536, trở lại Hồng Viễn Thành 2. Người khác gặp được vật khổng sư lưu lại, đều thành kính cúng bái, không dám có chút khinh nhờn, mà tên này. Vậy mà nghĩ cách để thiên nghĩ phong mẫu nuốt, thật không biết nghĩ như thế nào. Hai người ở nguyên chỗ đợi ba ngày, thiên nghĩ phong mẫu quả nhiên bỏ ra, vẻ mặt trắng bệch, kích cỡ tăng lên gấp đôi, bụng cũng tăng tròn xoe. Thu nó vào tổ ong, để chính nó phát triển không gian, lúc này Trương Huyền mới đạp vào lưng thú, bay về phía danh sư học viện. Lần này tới phong thánh đài, có thể nói kiếm lợi lớn. Sư tự luyện tâm, để tâm cảnh khắc độ đến 21.1, có thể so với danh sư thất tinh, nhận được bản chép tay của khổng sư, mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng có thể để cho vô số danh sư đổ xô tới. Tất nhiên có giá giá trị cực kỳ cao cuối cùng để thiên nghĩ phong mẫu có vốn liếng tấn cấp tổ ong. Thôn vệ không gian trồng chất to lớn như vậy, có thể tưởng tượng, Tổ ong tất nhiên phát triển không biết gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, Tử Dương Thú, Tử Dực Thiên Hùng Thú, thậm chí phân thân, học sinh của mình đều có thể chứa đựng trong đó, không cần lo lắng không chỗ có thể đi tu luyện không biết ngày tháng. Ba ngày thoáng một cái đã qua, một đường tiến lên, Hồng Viễn Thành xuất hiện ở trong tầm mắt. Trải qua khoảng thời gian này, tổ ong đã lớn thành vài chục mét, Tử Dực Thiên Hùng Thú chui vào vẫn cực kỳ rộng rãi. Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, tâm cảnh khắc độ gia tăng lý giải công pháp càng thêm thấu triệt, tu luyện càng thêm cấp tốc. Mấy ngày nay tu luyện, vốn định áp chế tu vi, chờ tìm được thiên đạo công pháp, lại tiếp tục tu luyện, ai ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ, bất chi bất giác đột phá đến đạp hư cảnh sơ kỳ, để hắn buồn bực cả buổi. Lần này hắn là quyết định, phải tôi luyện chân khí thật tốt, khổ tu một hồi, kết quả. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, ai, đột phá quá đơn giản, cũng buồn người a hát. Đi đến đạp hư cảnh, lực lượng chân khí lần nữa tăng lên một đoạn dài, từ 14 triệu đỉnh, đạt đến 17 triệu đỉnh. So với đạp hư cảnh trung kỳ cũng không kém. Lại thêm hồn lực đạt đến 1.100 vạn đỉnh cùng thân thể 800 vạn đỉnh, đã có thể bộc phát ra 36 triệu đỉnh. Cường giả tầm phong cảnh đỉnh phong tới, chỉ sợ cũng có thể một quyền đấm chết. Sao tầm phong cảnh đỉnh phong nắm giữ lực lượng 34 triệu đỉnh đi vào Hồng Viễn Thành, không lâu sau, liền thấy danh sư học viện xuất hiện ở trong ánh mắt, thân thể mềm mại của lạc nhược hy nhoáng một cái cáo từ đạp không mà đi trương huyền thì khống chế thiên hùng thú bay về phủ đệ của mình viện trưởng trương huyền cùng lạc sư trở về thiên hùng thú mới vừa tiến vào hồng viễn thành một vị trưởng lão của luyện đan học viện vội vã đi tới trụ sở của lục phong trở về rất tốt lục phong vỗ bàn một cái mãnh liệt đứng lên hai mắt thả ra tinh quang vốn cho rằng tên này ra ngoài một hai ngày liền có thể trở về không nghĩ tới để bọn hắn đợi gần 10 ngày, quả thực tội không thể tha. Tiếp tục theo dõi, tuyệt đối không nên để tên này chạy trốn. Dặn dò một tiếng, Lục Phong nhìn về bên cạnh. Trần Viện Trưởng, Đồng Hân, chúng ta đi trưởng lão nghị sự điện. Được. Trần Thừa Tuần, Đồng Hân thở phào nhẹ nhóm, cũng đứng dậy. Vì phòng ngừa tin tức dò gì, những ngày này bọn họ một mực đợi ở đây, ai cũng không dám đi, giờ phút này Trương Huyền trở về, cũng nên kết thúc không lâu sau ba người tới gian phòng nghiêm mật nhất của danh sư học viện trưởng lão nghị sự điện địa phương thập đại trưởng lão cùng viện trưởng nghị sự nơi này bình thường rất ít mở ra nhưng năm nay khai giảng mới hơn nửa tháng đã mở ra hai lần lần đầu tiên là tử dương thú tiền bối mất tích lần thứ hai là muốn đuổi trương huyền đi vào phòng kích hoạt trận pháp trong đó không lâu sau tám vị trưởng lão còn lại nối đuôi nhau mà vào lục viện trưởng người gấp gáp triệu tập chúng ta như vậy, lại có chuyện gì? Vừa đi vào phòng, nghi trưởng lão nhìn lại. Đúng vậy, nếu như vẫn là chuyện lần trước, thì không cần nói nữa, mặc dù đại bộ phận học sinh của luyện đan học viện đều lui khóa, nhưng ta chuyên môn đi xem, gần một nửa bọn họ ở luyện đan đều có đột phá. Nói cách khác, trương sư chẳng những không có tội, ngược lại có công. Triệu Bính Tuất nói, ngày đó qua đi, rất nhiều viện trưởng cũng tiến hành dò xét luyện đan sư học viện, quả nhiên giống như Lục Phong nói, không biết bao nhiêu học viên lui khóa. Nhưng mặc dù lui khóa, những học sinh này lại học được tri thức tốt hơn, tiến bộ rõ ràng. Học viện lấy chồng người làm chủ, chỉ cần có thể tiến bộ, chính là công đức vô lượng, báo lên tới danh sư đường, cũng không có bất kỳ sai lầm gì. Đừng có gấp, chờ mộc sư cùng mặc đường chủ tới chúng ta sẽ bàn lại. Lục Phong hừ lạnh, lần trước để người này thoát, không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lần này, có chứng cớ xác thật xem các ngươi còn có thể nói cái gì mạc đường chủ gọi hắn làm gì nghe được hắn nói vệ nhiễm tuyết mở miệng nói các trưởng lão khác cau mày hồng viễn danh sư học viện cùng hồng viễn danh sư đường thuộc về hai cá thể không can thiệp chuyện của nhau trưởng lão học viện triệu tập đại hội ngươi để vị đường chủ này tới làm gì ngại mất mặt ném không đủ lớn để danh sư đường cũng tới chế giễu một phen đến lúc đó các ngươi liền biết Lục Phong vung đầu lên, mang theo tự tin nồng đậm. Để các người bảo vệ Trương Huyền, chờ một lát nữa, biết hắn là dị linh tộc, đoán chừng sẽ lập tức trợn tròn mắt. Thấy hắn cái gì cũng không nói, ngược lại thần thần bí bí, đám người triệu bính tuất, mi viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, từng người tràn đầy nghi hoặc. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, không lâu sau, mộc sư cùng mạc cao viễn đường chủ đi đến. Mộc sư, mạc đường chủ, mọi người ôm quyền, lại có chuyện gì, mọi người vào chỗ, mục sư khoát tay áo. mục sư, lần này việc quan hệ tới tử dương thú tiền bối cùng tộc ta an nguy, không được sơ sẩy. trước khi nói sự tình, mong có thể để ngươi ra tay, bày ra cấm chế gian phòng này, không cho bất luận kẻ nào truyền đi tin tức. lục phong đứng dậy, cấm chế. mục sư cau mày. lục phong, người có ý tứ gì? người cảm thấy chúng ta sẽ dò gì tin tức? triệu bính tuất sầm mặt lại. mấy vị viện trưởng khác cũng từng cái hít mắt tràn đầy không vui. Thân là thập đại danh sư, càng là viện trưởng một viện, đối phương còn chưa nói sự tình, liền hạ cấm chế, rất rõ ràng là phòng bị bọn họ. Nhất là câu không cho bất luận kẻ nào truyền tin tức ra ngoài kia, có ý tứ gì. Chẳng lẽ liên lụy đến tử dương thú tiền bối cùng nhân tộc an nguy, bọn họ sẽ còn dò gì tin tức sao? Ta khẳng định là sẽ không dò gì tin tức, nhưng có ít người liền chưa hẳn, liên quan thực sự quá lớn, trong chúng ta lại có không ít người bị mê hoặc làm như vậy cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lục Phong nhìn quanh một vòng, mí mắt nâng lên. chương 1537, Trương Huyền chính là thầy ta. Một, bị mê hoặc ai, mời ngươi nói ra, không cần chửi chó mắng mèo. Vệ nhiễm tuyết tính khí nóng nảy, khuôn mặt trầm xuống, đi đầu khẽ nói. Không sai, thập đại trưởng lão chúng ta cùng một chỗ, ít nhất cũng mấy trăm năm, ý tứ của ngươi là ta sẽ dò dỉ bí mật, hay triệu viện trưởng, vệ viện trưởng. Hay các vị đang ngồi đây? mi viện trưởng cũng không vui. Đối phương nói, rõ ràng có chỗ ám chỉ, không tức giận mới lạ. Hai vị viện trưởng không cần phải gấp, ta lại không nói các ngươi, trừ khi thật cùng dị linh tộc có một loại quan hệ thân mật nào đó. Nên bản thân trột dạ. Lục Phong cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Vệ nhiễm tuyết nhịn không được nữa, vỗ bàn đứng lên, khí tức toàn thân bỗng nhiên tăng vọt. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa lục phong chú ý miệng của mình đang ngồi đều là viện trưởng một viện có thập đại trưởng lão được danh sư công nhận người nói ai có quan hệ thân mật tới dị linh tộc triệu bính tuất cũng ít mắt lại cố nén tức giận ta nói ai lát nữa chân tướng rõ ràng tự sẽ biết sợ là chính các ngươi đến lúc đó không ngẩng đầu lên được nhí mắt lục phong khẽ đảo khẽ nói không cần một lát nữa hiện tại ta liền muốn lãnh giáo đại vô môn thủ của ngươi một chút ra chiêu đi. Vệ nhiễm tuyết hét dài một tiếng, tay ngọc cuồn cuộn, một đạo sóng khí thẳng tắp bắn ra, thực lực thánh giả nhất trọng đỉnh phong, không giữ lại phóng suất. Mặc dù nàng am hiểu chức nghiệp kinh hồng, nhưng sức chiến đấu bản thân không thể khinh thường, còn chưa ra tay, không khí chung quanh liền bị đè ép như sắp bạo tạc. Thực lực của vệ viện trưởng lại tăng trưởng thêm. Thấy được khí tức CCC nàng, mọi người đều run lên. Bọn họ ở chung mấy trăm năm, từng người hiểu rõ thực lực của vệ nhiễm tuyết ở nơi nào, không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, lại có đột phá, thậm chí lý giải kinh hồng càng sâu, nhất cử nhất động, đều khiến người ta say mê. Vệ viện trưởng đã muốn lĩnh giáo đại vô ngôn thủ của ta, nếu như ta không đáp ứng, há không phải vô lễ. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một thủ ấn cự đại đứng lơ lửng giữa không trung. Đại vô ngôn thủ, võ ký linh cấp đỉnh phong, tuyệt chiêu mạnh nhất của Lục Phong. Tới đi, Vệ Nhiễm Tuyết lật tay, chân khí tinh thuần hội tụ thành trường hồng, thẳng tắp công kích qua. Mặc dù gian phòng không lớn, nhưng đến thánh giả, khống chế lực lượng đạt đến trình độ cao siêu, lực lượng không dư thừa lãng phí chút nào, không cần lo lắng làm bị thương những người khác, thậm chí phá hủy gian phòng. A, à, thấy nàng chủ động công kích, Lục Phong cười lạnh, cũng không đứng dậy, tay phải khẽ đảo, trước mặt lơ lửng thủ ấn bay thẳng đi. Oanh, trường ấn cùng trường hồng của đối phương đụng một cái, sắc mặt của vệ nhiễm tuyết trắng nhợt, liên tục lui về phía sau mấy bước, con người kìm lòng không được co rút lại. Nửa bước, thần thức cảnh. Thánh giả nhị trọng thần thức cảnh, có thể mở ra thai nhãn, sinh ra thần thức, để tu luyện giả xem càng xa, xem càng thêm rõ ràng, chiến đấu lại càng dễ phân tích chi tiết, đứng ở thế bất bại. Trước mắt mặc dù lục phong còn không có đến loại cảnh giới này, nhưng cũng không kém nhiều. Khó trách, mấy người triệu bính tuất cũng siết chặt, khó trách tên này dám nói ra lời vừa rồi, không sợ đắc tội người, nguyên lai thực lực đã có đột phá. Tính ngươi nhãn lực không tệ. Lục Phong nhấc mí mắt, hư lạnh một tiếng, trên người triển lộ ra khí tức mạnh mẽ vô địch. Các ngươi ai còn muốn thử xem đại vô môn thủ của ta? Cái này, mọi người trầm lặng. Bọn hắn ở chung đã nhiều năm như vậy, đều biết rất rõ ràng thủ đoạn của mình, đối phương đột phá đến nửa bước thần thức cảnh, đã đi tới trước mặt bọn họ, thành người thứ nhất chính thức của danh sư học viện. Được rồi, đều là danh sư của học viện, không nên cãi lộn. Mục sư khoát tay áo, bàn tay chảo một cái, một đạo chân khí sao động bốn phía, che đẩy cả phòng. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù, không chỉ thanh âm truyền không ra, ngay cả Ngọc Phù đưa tin cũng rất khó dò gì tin tức. Ta đã hạ cấm chế, có lời gì thì nói đi. Mục sư thản nhiên nói. Bẩm báo mục sư, tại hạ còn muốn làm một chuyện thấy mọi người đều bị bản thân chấn nhiếp, Lục Phong cười lạnh, đứng dậy nói. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta còn muốn mời ra thánh khí chấn viện. Kim Nguyên Đỉnh, Kim Nguyên Đỉnh, danh sư đường ban cho học viện thánh khí hộ viện. Đây chính là thánh khí, mặc dù chỉ là một khí đỉnh, nhưng là thánh khí chân chính, có tinh thần cùng ý chí của mình. Một khi vận chuyển, thánh giả nhị trọng, tam trọng cũng có thể tùy tiện chém giết, Lục Phong muốn làm gì. Thời điểm tổng bộ ban cho khí đỉnh, từng nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng, chẳng lẽ hắn thật phát hiện cái gì? Kim Nguyên Đỉnh là át chủ bài sau cùng của danh sư học viện, trừ khi gặp được dị linh tộc xâm lấn, nếu không, tuyệt không mở ra, hiện tại hắn muốn mở ra, làm cái gì? Sắc mặt của tất cả trưởng lão đồng thời ngưng trọng lên. Người có biết Kim Nguyên Đỉnh đại biểu cái gì không? mục sư cũng híp mắt lại. Tự nhiên biết, nhưng sự tình ta muốn nói, liên quan quá lớn, hơn nữa người kia có thủ đoạn không thể tưởng tượng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trước phải sớm làm ra chuẩn bị, nếu không. Sợ rằng chúng ta nhiều người như vậy, cũng khó mà chống chọi. Hai tay vẫy một cái, trên người lục phong tự mang khí phách. Căn cứ Đồng Hân nói, trương huyền này, khống chế 20 thánh giả nhất trọng, còn có thể tỏa ra sát lục chi khí ngay cả tử dương thú tiền bối cũng khó chống lại. Một khi vạch trần thân phận, đối phương lộ ra nguyên hình, ra tay đánh nhau, cho dù thập đại trưởng lão thực lực mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Nếu thực như thế, chỉ sợ toàn bộ danh sư học viện sẽ toàn quân bị diệt. Cái này, chương 1538, trương huyền chính là thầy ta. Hai, mọi người nhìn nhau, đến cùng là chuyện gì, ngay cả át chủ bài sau cùng của danh sư học viện cũng dùng. Biết là tốt rồi, người đã nói nghiêm trọng như vậy, vậy liền cho mời Kim Nguyên Đình. Mục sư nhẹ gật đầu, hắn dù sao cũng là ngoại nhân, chỉ là tổng bộ phái tới xác định viện trưởng, không muốn nhúng tay quá nhiều. Sự tình nội bộ, vẫn là nội bộ xử lý tốt hơn. Đa tạ mộc sư, thấy hắn đồng ý, lục phong gật đầu, liền ôm quyền đi tới gian phòng một bên, bàn tay nhấn một cái, ngay sau đó thanh âm sang sảng vang lên. Tại hạ lục phong, danh sư học viện đại viện trưởng, cho mời kim nguyên đỉnh tiền bối. Âm âm, nương theo thanh âm chấn động, mọi người cảm thấy gian phòng lay động bức tường nguyên bản bóng loáng kẹt kẹt mở ra một khí đỉnh cự đại bay vào bành rơi vào địa phương ở giữa nhất của gian phòng phát ra tiếng ẩm vang không biết ta đang nghỉ ngơi sao có chuyện gì thanh khí đã có linh trí có thể suy nghĩ giống như nhân loại học viện xuất hiện vương giả dị linh tộc hy vọng tiền bối đến lúc đó ra tay trấn áp lục phong ôm quyền vương giả dị linh tộc ai Tất cả viện trưởng đều co rụt lại, Vương giả dị linh tộc xuất hiện ở trong danh sư học viện, vẻ mặt của Mục sư cũng trầm xuống, thật có loại tồn tại đáng sợ này, bản thân làm sao không cảm thấy được. Coi như mình không cảm thấy được, nàng có lẽ có thể a. À. Vương giả dị linh tộc, ngươi xác định. Kim Nguyên đỉnh sững sờ. Chắc chắn 100%. Lục Phong gật đầu. Vậy thì tốt, nếu quả thật xuất hiện loại người này, ta sẽ lập tức luyện hóa hắn, nếu như không phải quấy giày ta ngủ, có tin ta nuốt ngươi vào, luyện thành than hay không? Kim Nguyên đỉnh hừ một tiếng. Tiền bối yên tâm, ta nhất định không cho ngươi cơ hội này. Lục Phong nở nụ cười. Được rồi, Kim Nguyên tiền bối đã tới, đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói đi. Triệu Bính Tuất cũng nhịn không được nói. Không cần phải gấp. Lục Phong gật đầu, bàn tay vẫy một cái, giới thiệu cho mọi người. Giới thiệu cho mọi người một chút, đồng hân này, là học viên năm thứ năm của học viện, Đồng Hân hội hội trưởng, học sinh thân truyền ta mới vừa thu. Được rồi, Đồng Hân, người nói cho mọi người một chút, sự tình 10 ngày trước nhìn thấy kia, cứ nói thật ra là được, không cần khẩn trương. Vâng, Đồng Hân gật đầu, hít sâu một hơi, tiến về phía trước một bước, sắc mặt nghiêm túc. Nàng biết đây là một kỳ ngộ, không nói cái khác, phát hiện vương giả dị linh tộc ẩn núp, chỉ điều này liền có thể làm cho nàng ở trên danh sư chi đạo thuận buồm xuôi gió. Tại Hạ Đồng Hân, học viên năm thứ năm của danh sư học viện, danh sư lục tinh hạ phẩm, lấy danh dự danh sư đảm bảo, ta nói ra, toàn bộ là tận mắt thấy, không dám khuyết đại một câu. Đi đến giữa đại sảnh, Đồng Hân giơ tay lên, đi đầu lấy thân phận danh sư thề. Thấy nàng nói như vậy, mọi người đều nhẹ gật đầu. Danh sư thể ngôn trí cao vô thượng, không ai dám nói dối, bởi vì một khi vi phạm bản tâm, không cần trừng phạt, tâm cảnh sẽ tự sụp đổ, Mười ngày trước, ta trong lúc vô tình đi qua một phủ đệ ngoài trường, thấy được một phong tức trận, đang tò mò chuyện gì xảy ra, liền thấy tử dương thú tiền bối xông phá trận pháp, trốn thoát. Thanh âm của đồng hân thanh thúy, trật tự tươi mát, kỹ càng nói sự tình ngày đó gặp phải một lần. Trong phòng lặng ngắt như tờ, vẻ mặt tất cả mọi người đều khó coi. Nhất là đám người mi trưởng lão đều nhíu mày, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Người nói, Trương lão sư nắm trong tay 20 thánh giả dị linh tộc, cuồng ẩu tử dương thú tiền bối. Tưởng thanh cầm viện trưởng nhịn không được đứng dậy, hắn nghe qua trương lão sư diễn tấu nhạc khúc, tâm cảnh thuần khiết, trí thú cao nhã, cho người ta một loại cảm giác trong bùn mà không nhiễm, làm sao có thể là dị linh tộc. Xem như vương giả dị linh tộc có thể ngụy trang dung mạo, ngụy trang khí tức, cũng không thể ngụy trang tâm cảnh. Phải biết, đàn có thể đại biểu tâm cảnh, điểm ấy ai cũng không thể che lấp. Vâng, Đồng Hân gật đầu. Điều đó không có khả năng. Trương Lão Sư làm người phóng khoáng, làm việc sảng khoái, làm sao có thể là dị linh tộc. Quả thực là lời nói vô căn cứ, dù sao ta cũng không tin. Tưởng Thanh cầm hất ống tay áo. Lục Phong, người không phải là cố ý công báo tư thủ chứ. Người gọi hắn là gì? Trương Lão Sư. Thấy tưởng viện trưởng luôn không để ý tới thế sự, đột nhiên tức giận, Lục Phong nhíu mày, đồng thời tràn đầy kỳ quái. Trương Sư, Trương Lão Sư, mặc dù trong xương hô chỉ tăng thêm một chữ, nhưng đại biểu thân phận hoàn toàn khác nhau. Cái trước là tôn sùng danh sư, mà người sau là xương hô của học sinh. Không sai, hiện tại ta là học sinh của Trương Lão Sư, người vũ nhục thầy ta, nói hắn là dị linh tộc, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Hừ một tiếng, tưởng thanh cầm nhíu mày. Lão Sư, người đường đường viện trưởng, nhận một học sinh làm Lão Sư. Lục Phong suýt chút nữa phát điên, tên này có bị bệnh không? Người không phải cái gì cũng không để ý sao? Không phải thế ngoại cao nhân sao? Làm sao thời gian nháy mắt, liền nhận Trương Huyền làm sư? Không điên a. À? Chương 1539, Tử Dương thú đột phá 1. Không chỉ Lục Phong có loại cảm giác này, những người khác cũng khóe miệng co giật. Rất nhiều viện trưởng coi như yêu thích Trương Huyền, nhưng cũng có mức độ cố kỵ thân phận của mình. Thật giống như Mi trưởng lão muốn nhận làm đồ triệu bính Tuất muốn thay sư thu đồ vệ nhiễm tuyết cũng chỉ là thỉnh giáo tên này ngược lại tốt trực tiếp bái sư bái sư tương đương thấp một bối phật chúng ta đều là ngang hàng người nhận hắn làm sư vậy chúng ta không phải đều thành vãn bối không sai tưởng viện trưởng hư một tiếng thanh âm vang vang nếu như hôm nay người muốn nói là chuyện này thứ cho ta không tiếp nói xong xoay người đi ra ngoài cửa nếu như tên này nói nghiêm trọng như vậy chỉ là vì nhục mạ lão sư, công báo tư thủ, cái hội nghị này, không nghe cũng được. Ngươi không thể đi. Lục Phong sầm mặt lại, hét lớn một tiếng. Giữ bí mật lâu như vậy, một khi tên này rời đi, tất nhiên dò gì, nếu dẫn đến Trương Huyền chạy trốn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Tưởng Thanh Cầm quay đầu hỏi. Không sai, hôm nay ai dám đi, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hít mắt lại, Lục Phong rốt cuộc không quan tâm, bàn tay lăng không trào một cái đại vô môn thủ phát huy ra một trường ấn cự đại thẳng tắp bay về phía tưởng viện trường thực lực nửa bước thần thức cảnh siêu cường phối hợp võ kỹ linh cấp đỉnh phong không khí trong căn phòng bị ép nứt toác người khác sợ ngươi nhưng ta không sợ thấy hắn thật dám công kích tưởng thanh cầm mãnh liệt xoay người cổ tay khẽ đảo trước mặt xuất hiện một cây đàn ngọc an tĩnh lơ lửng giữa không trung mười ngón nhẹ nhàng khảy. len ken len ken một đạo sóng âm thẳng tắp bắn qua. Oanh! Sóng âm cùng thủ ấn đụng nhau, Lục Phong đang muốn nghiền ép đối phương, vẻ mặt đột nhiên đỏ lên, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Ma âm sư thất tinh. Con người hắn co rụt lại. Mặc dù tu vi của đối phương không hắn cao, nhưng lý giải ma âm đã đến thất cảnh, loại cấp bậc này, coi như thánh giả nhị trọng tới, cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Một chiêu va chạm, linh hồn liền bị trọng thương. Không sai, được lão sư chỉ điểm, ta đã đột phá. Tưởng Thanh cầm tràn đầy ngạo nghễ, nếu không phải Trương lão sư, hiện tại hắn vẫn bị vây ở lục tinh, cả đời không thể đột phá. Đối phương Vũ Nhục lão sư, làm sao có thể bỏ qua? Mộc sư, vốn cho rằng đột phá cảnh giới, đã thành người thứ nhất trong thập đại danh sư, không nghĩ tới một chiêu liền bị tưởng viện trưởng đánh bại, Lục Phong tràn đầy không cam lòng, cuối cùng cắn răng nhìn về phía Mộc sư cách đó không xa. Tốt, tưởng viện trưởng xin bất giận, đồng hân này đã lấy thân phận danh sư thề, đã chứng minh nói không có bất cứ vấn đề gì. Mục sư khoát tay áo. Ta xem không bằng như vậy, để trương huyền qua giải thích, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, nếu thật là hiểu lầm, khẳng định cũng có thể giải thích rõ ràng. Mà, thật là dị linh tộc, vậy đến cũng đừng nghĩ đi. Cái này, thấy mục sư lên tiếng, tưởng thanh cầm trần chờ một chút, đành phải trở lại chỗ ngồi. Tốt, ta nghe theo mục sư an bài có điều ta hy vọng lấy thân phận danh sư hắn mời tới mà không phải bắt hoặc giam giữ cũng không hy vọng có người làm ra sự tình không tôn trọng với lão sư ta được mục sư gật đầu mặc dù đồng hân lấy thân phận danh sư thề nhìn thấy là sự thật nhưng dù sao trương huyền cũng là danh sư thật muốn trực tiếp bắt tới sau đó phát hiện là hiểu lầm bọn họ cũng không cách nào giải thích lại nói thật muốn động thủ bắt đối phương là dị linh tộc khẳng định sẽ sớm cảnh giác một khi chạy trốn, thì càng bắt không được. vậy thì tốt, ta không có ý kiến. tưởng thanh cầm không nói thêm lời. ân, lục phong, lời nói mới vừa rồi, người cũng nghe được. hiện tại phái người đi mời trương huyền tới, cùng đồng hân đối chất, hy vọng có thể giải thích rõ ràng. nếu như giải thích không rõ, không cần ngươi ra tay, ta cũng sẽ ra tay. mục sư nhìn qua. vâng. lục phong gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, một lát sau đi trở về báo đã phái người qua. Bên này cực kỳ náo nhiệt, một bên khác, Trương Huyền ngồi nhảy khỏi lưng thiên hùng thú. Vừa tới đại sảnh, chỉ thấy tử dương thú cùng Tôn Cường đi tới. Chủ nhân, lúc này khí tức toàn thân tử dương thú như rồng, cho người ta một loại cảm giác dâng trào, so với trước kia mạnh mẽ không biết bao nhiêu, nhất là cặp mắt, ánh sáng như điện, càng thêm cơ trí, cũng càng thêm bình tĩnh. Người đột phá, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, thánh giả nhị trọng thần thức cảnh, một khi đột phá, trên lực lượng khả năng không có khoa trương như từ Tòng Thánh đến Thánh Giả, nhưng sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần. Thần thức có thể nhìn bốn phía, thậm chí mỗi một động tác đều có thể thấy rõ, tuyệt không phải mắt thường có thể so sánh. Đi đến loại cảnh giới này, mới coi như chân chính lĩnh ngộ tinh túy của Thánh Giả, siêu phàm thoát tục, trở thành Thánh Giả chân chính. Vâng, Tử Dương thú gật đầu, bản thân nó cách đột phá không xa, luyện hóa nội đan hồng vượng thú cùng thuộc tính một lần hành động xông phá giảng buộc, rốt cục vào hôm nay, đi đến thánh giả nhị trọng. Rất tốt, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một hồ lô đưa tới. Cái này là địa mạch linh dịch, đối với củng cố tu vi, có ích lợi rất lớn. Địa mạch linh dịch, có thể để cho đám thánh thú ở vân vụ lĩnh liều chết thủ hộ, đối với thánh thú tác dụng bao lớn có thể tưởng tượng được. Đa tạ chủ nhân, mở nắp bình ra, nhìn thấy linh khí sao động trong đó, tử dương thú run lên. Cái hồ lô linh dịch này, giá trị cực lớn, tuyệt đối vượt qua mấy chục viên linh thạch thượng phẩm. Tiện tay cho nó, đủ thấy đã tin tưởng không nghi ngờ. Ân, ta đi mấy ngày, có chuyện gì phát sinh không? chương 1540, Tử Dương Thú đột phá 2. Giao phó Tử Dương Thú xong, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa. Không có việc gì, nhưng mà... Tôn Cường nhíu mày. Hồ yêu yêu trước mấy ngày phái người đưa tin tới, nói giống như phủ đệ của chúng ta, bị người giám thị. Bị người theo dõi. Trương Huyền cao mày. Hồ yêu yêu trưởng quản yêu nguyệt hội, cường giả thủ hạ nhiều không kể xiết, nàng nói bị theo dõi, chỉ sợ là thật. Có dò xét ra người nào không? Thực lực của ta không đủ, dò xét mấy lần, đều bị đối phương tránh khỏi. Tôn Cường hơi đỏ mặt, thực lực của hắn bây giờ, ngay cả hợp linh cảnh cũng không đến, ở đế quốc nhị đẳng vẫn tính không yếu, nhưng ở đế đô của đế quốc nhất đẳng lại có chút nhìn không thuận mắt. "Chủ nhân, chuyện này ta biết, là trưởng lão của danh sư học viện." Tử Dương thú chen vào nói. Nó đột phá đến thần thức cảnh, tình huống chung quanh có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tôn Cường dò xét không được, nhưng nó có thể phát giác. "Trưởng lão của danh sư học viện, theo dõi ta làm gì?" Trương Huyền kỳ quái. Mặc dù hắn phá hủy mấy chỗ của học viện, nhưng cũng không đến mức để học viện phái trưởng lão theo dõi a à. thời điểm ta đột phá thần thức ngoại phóng đúng lúc nghe được bọn họ nói chuyện biết một chút hình như là tiểu tử lục phong kia muốn triệu tập thập đại trưởng lão tiến hành thẩm phán chủ nhân nhưng nguyên nhân cụ thể là gì đối phương không nói ta cũng không rõ ràng nhớ lại một chút từ dương thú nói buổi sáng hôm nay nó đột phá thần thức ngoại phóng đúng lúc nhìn thấy mấy vị trưởng lão theo dõi tiểu viện đối thoại cũng nghe vào tai. Thẩm phán, Trương Huyền chớp mắt, sau khi đi luyện đan học viện giảng bài, Lục Phong viện trưởng từng triệu tập qua thập đại trưởng lão, muốn khai trừ thân phận danh sư của mình, có điều không được mọi người đồng ý. Chuyện này, tưởng viện trưởng đã nói với hắn, chẳng lẽ tên này cảm thấy không phục, còn muốn lần nữa. Lần thứ nhất cũng không thành công, một lần nữa đoán chừng cũng không có hiệu quả gì. Hình như nắm giữ chứng cứ gì rất trọng yếu, có thể để cho chủ nhân không thể phản bác. Tử Dương Thú nói, nghe nói không chỉ triệu tập thập đại trưởng lão, còn thông chi mạc cao viễn đường chủ, thậm chí vận dụng thánh khí kim nguyên đỉnh. Mấy vị trưởng lão theo dõi, tựa hồ biết không quá kỹ càng, coi như nó nghe được đối thoại, cũng đôi câu vài lời, để cho người ta suy đoán không ra. Kim Nguyên Đỉnh là chấn viện chi bảo của danh sư học viện, do viện trưởng khống chế, cường giả thánh giả nhị trọng, tam trọng tới, cũng có thể tùy tiện giết chết. Tử dương thú lắc đầu. Nhưng từ khi chủ nhân chết, thánh khí chấn viện này vẫn ngủ say, không có người có thể mệnh lệnh. Trừ khi, dị linh tộc xâm lấn. Trương huyền cao mày. Nếu thật như vậy, là siêu cấp đại sự. Nhưng mà theo dõi bản thân, cùng dị linh tộc xâm lấn có quan hệ gì? Chẳng lẽ, tin tức khôi lỗi cùng ngoan nhân tiết lộ, thật như vậy, giải thích thật đúng là phiền toái không nói thu phục nhân vật như bức như ngoan nhân, chỉ riêng nhiều khôi lỗi dị linh tộc như vậy, liền nói không rõ ràng. Lão sư, đang cao mày, không biết Lục Phong lại muốn làm gì, chỉ thấy Trịnh Dương vội vã chạy tới. Làm sao vậy? Trương Huyền nhìn qua. Lão sư, luyện đan học viện Chu Kình Phó Viện Trưởng cùng thích viện phó trước tới bái phỏng, nói muốn mời lão sư đi học viện thương nghị một đại sự. Trịnh Dương nói. Mời. Trương Huyền nghi hoặc thái độ của bọn họ như thế nào? Thái độ rất tốt, đang ở phòng khách chờ. Mặt mũi trịnh dương kỳ quái, luyện đan học viện cùng lão sư không sai biệt lắm đã thủy hỏa bất sung, đột nhiên chạy tới mời, để hắn tràn đầy nghi hoặc. Thái độ tốt, còn muốn theo dõi, xem ra bọn họ nhất định nắm giữ một loại chứng cứ nào đó, sợ so ta sớm biết, chạy trốn. Mắt sáng lên, Trương Huyền liền hiểu được, mới vừa nghe được có người theo dõi, lại muốn mời Kim Nguyên đỉnh ra, liền đến mời mình, còn thái độ vô cùng tốt. Muốn nói không có vấn đề, đánh chết cũng không tin. Vô sự xuông xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Huống chi hắn và Lục Phong cũng tiếp xúc qua, tuyệt không phải hạng người lương thiện dễ sống chung. Tử Dương, người trước tiến vào thiên nghĩ phong xào, có cần, sẽ để cho ngươi đi ra. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, Tử Dương thú gật đầu, thân thể nhoáng một cái, chui vào thiên nghĩ phong xào trước đó tổ ong chật hẹp, mà bây giờ đường kính đã hơn 10 mét, cực kỳ rộng lớn. An bài xong tử dương thú, đang muốn đi gặp hai vị phó viện trưởng, Trương Huyền dừng lại một chút, để trịnh dương cùng tôn cường đi trước, tinh thần khẽ động, phóng phân thân ra, sau đó lấy ra một không gian giới chỉ đưa tới. Ngoan nhân cùng bản chép tay của khổng sư mới vừa lấy được đều ở bên trong, thật muốn xuất hiện vấn đề gì khó giải thích, chỉ sợ. Cũng chỉ có thể để, dương sư, ra sân phân thân và hắn là cùng một linh hồn, chỉ cần không vào không gian giới chỉ, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tùy ý câu thông. chương 1541, A à Tử, người giải thích cho mọi người một chút. một Trong phòng khách, chu phó viện trưởng cùng thích viện phó đang truyền âm giao lưu. Người nói hắn sẽ chạy trốn không? Mặc dù hai người không biết chuyện cụ thể, nhưng viện trưởng ngày ngày phái người theo dõi, khẳng định là muốn xuất thủ với Trương Huyền. Nếu như không theo chúng ta đi, hoặc là nghĩ biện pháp chạy trốn, liền theo viện trưởng phân phó xử lý, giết chết tại chỗ. Vẻ mặt thích viện phó nghiêm túc, chém giết một vị danh sư, ta sợ đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng khẳng định sẽ bạo tạc. Chu phó viện trưởng lắc đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thời điểm nghe được mệnh lệnh này, trực tiếp giật nảy mình. Lấy uy tín của Trương Huyền ở trong học sinh, cùng quan hệ với đám người mi viện trưởng, triệu viện trưởng, thật muốn giết chết. Luyện đan sư học viện đoán chừng phiền phức lớn rồi. Đúng vậy, ta cũng lo lắng, có điều, hết cách rồi, đây là mệnh lệnh của viện trưởng. Yên tâm đi, hắn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, chỉ cần chúng ta tuân thủ là được. Mặc dù thích viện phó cũng cảm thấy nhiệm vụ rất khó giải quyết, nhưng mà viện trưởng đã phân phó, tất nhiên có mục đích của mình, bọn họ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh là tốt rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Chu phó viện trưởng gật đầu đang không biết như thế nào cho phải, liền thấy ngoài cửa bóng người lóe lên, một thanh niên đi đến. Chu phó viện trưởng, thích viện phó. Đi vào gian phòng, Trương Huyền ôm quyền, Chu Kình này mới vừa tiến vào học viện, thời điểm chư vị lão sư nói công khóa liền gặp qua, từng giúp Lạc Nhược ghi sửa sang lại lớp học lâm thời. Thầy Trương, lần này chúng ta tới, là muốn mời ngươi đi học viện, có việc cùng ngươi thương nghị. Thấy hắn cũng không chạy trốn, hai người thở phào nhẹ nhõm, chu phó viện trưởng vội nói. Không biết là chuyện gì, có thể thuận tiện cho biết không? Trương Huyền nói, cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ là tới mời thầy Trương qua. chu phó viện trưởng cười khổ lắc đầu, mong rằng không nên từ chối. Được rồi, ta cũng muốn qua nhìn một chút. Trương Huyền gật đầu, đây là lời trong lòng hắn, đối phương theo dõi, lại triệu hồi kim nguyên đỉnh, thật muốn nhìn một chút, đến cùng trong hồ lô muốn làm gì vậy liền quá tốt rồi thầy trương mời thấy hắn không những không chối từ còn muốn đi qua ánh mắt chu phó viện trưởng sáng lên vội vàng vẫy tay đi thôi không nói thêm lời trương huyền theo sát ở phía sau đi ra ngoài trụ sở của hắn cách học viện không xa không lâu sau liền đến trước trưởng lão nghị sự điện đẩy cửa đi vào một khí thức cổ điển hạo nhiên truyền lại trưởng lão nghị sự điện từ khi danh sư học viện thành lập liền tồn tại đã có không dưới trên vạn năm, kiến trúc cùng điêu khắc trong đó đều hoàn toàn khác biệt hiện đại, còn không có tiến vào bên trong, liền cho người ta một cảm giác tang thương. Ánh mắt nhìn đi, thập đại trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó, chính giữa còn có một lô đỉnh cự đại. Ân, mục sư. Con mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là mục viên mục sư trước đó nhận hắn làm sư tổ. Tên này làm sao sẽ ở trong học viện? Trong lòng kỳ quái, lại không mất cấp bậc lễ nghĩa ôm quyền đối với đám người mi trưởng lão, làm xong mới xoay người nhìn về phía lục phong cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng. Hiền chất, gặp ta còn không hành lễ. Dù sao đối phương muốn tìm bản thân phiền phức, cũng không cần thiết khách khí. Ngươi, trong mắt lục phong hơi híp, suýt chút nữa tức chết. Tên này đến cùng là thần kinh lớn, hay yên tâm có chỗ dựa chắc. Chàng cảnh nghiêm túc như thế, chẳng lẽ không sợ hãi chút nào. Hiếp mắt lại, lật bàn tay một cái cửa phòng kẹt kẹt đóng kín toàn bộ đại điện như có trận pháp vận chuyển bầu không khí ngưng trọng trương huyền thân phận của ngươi đã bại lộ chủ động nhận tội có lẽ còn có thể nhận được khoan hồng nếu không không chỉ ngươi chết tất cả mọi người cùng ngươi tương quan cũng bị xử phạt đóng cửa lại ánh mắt của lục phong lấp lánh nhìn qua trong mắt mang theo ý tiêu sát thân phận bại lộ trương huyền cau mày không sai đồng hân người tới nói đi. Lục Phong vẫy tay một cái. Vâng, Đồng Hân tiến lên một bước. Trương Huyền, ta tận mắt thấy, người dùng trận pháp vây khốn tử dương thú tiền bối, sau đó để hai người thuộc hạ dị linh tộc tiến hành vây đánh. Tận mắt thấy, nhìn thấy Đồng Hân, Trương Huyền sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Mười ngày trước, hắn giáo huấn tử dương thú một trầu, bởi vì trận pháp quá kém, để đối phương trốn ra. Chẳng lẽ nữ hài này lúc ấy trốn ở trong tiểu viện của mình. Xem ra Hoài Vương ra làm trận pháp không quá tin cậy, trở về phải bố trí lần nữa, nếu không, phủ đệ của mình sẽ thành hậu hoa viên của người khác, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không sai, ta có thể lấy thân phận danh sư thề, lúc ấy người ở yên tại chỗ, chỉ huy thuộc hạ động thủ với tử dương thú tiền bối, từ xuất hiện đến kết thúc, tổng cộng nói ba câu, thứ nhất, muốn chạy trốn, ngoan nhân, đánh nó xuống cho ta, câu thứ hai, mấy người các ngươi, lên cho ta, đánh chết a, lúc nói câu thứ ba, Tử Dương tiền Bối đã lâm vào hôn mê, ngươi nói một câu, lại ngất, có việc này không? Chương 1542, a à tử, ngươi giải thích cho mọi người một chút. Hai. Đồng Hân nói, chuyện ngày đó, nàng cả đời cũng sẽ không quên, nhất là thanh niên trước mắt này tàn nhẫn, đánh chết cũng có thể nhớ. Chí nhớ của ngươi rất tốt. Thấy đối phương nói tình hình ngày đó không sai chút nào, Trương Huyền có chút xấu hổ lúc đó không biết thân phận của tử dương thú, tự nhiên không ngại hành hung. Thừa nhận, nghe hắn không phủ nhận, mọi người đều ngẩn ngơ, một khi thừa nhận, chẳng khác nào ngồi vững thân phận. Chẳng lẽ, thật là dị linh tộc? Thầy Trương, người thật ra tay với tử dương thú tiền bối. Nghi viện trưởng cũng nhịn không được nữa, tử dương thú tiền bối mất tích, hắn là người thứ nhất phát hiện, bị mười mấy dị linh tộc bắt cóc, tìm tiếp cận nửa tháng không có manh mối, thế nào lại là vị trước mắt này? Ta, quả thực phái người đánh qua nó. Trương Huyền gật đầu, thừa nhận là tốt rồi. Thấy hắn không có ngụy biện, ngược lại thừa nhận, Lục Phong sướng sờ, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, vội vàng quay đầu gào thét. mục sư, Kim Nguyên đỉnh tiền bối, các người thấy được, hắn đã thừa nhận thân phận dị linh tộc, còn xin lập tức ra tay chu sát hắn. Trương Huyền, người có lời gì muốn nói? mục sư cao mày nhìn lại, trên người mang theo uy áp nếu như đối phương thực là dị linh tộc như vậy liền không cần chú ý đến mặt mũi của lạc sư trực tiếp động thủ trước không vội ta thừa nhận thân phận dị linh tộc hồi nào nghe đối phương mới mở miệng liền chụp mũ chụp trương huyền nhướng mắt thế nào lại muốn cự tuyệt lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ngụy biện cũng vô dụng người đã thừa nhận dùng hình với tử dương thú tiền bối không phải dị linh tộc là cái gì lục phong cười lạnh ta nói qua phái người đánh tử dương thú nhưng cùng dị linh tộc có quan hệ gì trương huyền lắc đầu ai cũng biết tử dương thú tiền bối là thánh thú của danh sư học viện chúng ta là thú sủng của lão viện trưởng ra tay với hắn chính là vũ nhục danh sư học viện chúng ta vũ nhục danh sư ánh mắt lục phong như điện hí dài vũ nhục danh sư học viện vũ nhục danh sư người nghĩ thật nhiều không nghĩ tới tên này sẽ liên tưởng như thế vẻ mặt trương huyền bất đắc dĩ được rồi người đã cho rằng như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Đành phải để tử dương thú đi ra nói chuyện đi. Nói xong, cổ tay rung lên, thiên nghĩ phong xào xuất hiện, ngay sau đó lần nữa nhoáng một cái, thân thể khổng lồ, cao ngất của tử dương thú xuất hiện. Là tử dương tiền bối. Tiền bối không bị tổn thương chứ. Nhìn thấy nó xuất hiện, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều nghi hoặc. Tử dương tiền bối trước mắt, chẳng những không có bị thương suy yếu, ngược lại khí thức sung mãn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, dường như thực lực so với trước kia còn cường đại hơn. Không phải nói bị đánh bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong sao. Chuyện gì xảy ra, đồng loạt nhìn về phía đồng hân cách đó không xa, muốn nghe giải thích của nàng. Đồng hân thì sắc mặt trắng nhợt, cũng không thể tin được. Nàng tận mắt thấy vị thánh thú này, bị đánh toàn thân co giật, hôn mê bất tỉnh. Làm sao 10 ngày ngắn ngủi không thấy, không những không có việc gì, còn cường đại như thế. Mấu chốt nhất là ngày đó không phải vẫn muốn trốn sao? Lần này làm sao không nhúc nhích, cũng không bất kỳ địch ý nào với Trương Huyền. Không chỉ sắc mặt nàng thay đổi, Lục Phong ở một bên cũng toát ra dự cảm bất tường, toàn thân cứng đờ, đang muốn nói gì, liền nghe thanh niên cách đó không xa nhàn nhạt, nhạt nói. "A à tử, Lục Phong hiền chất này, nói ta phái người đánh ngươi, là dị linh tộc, ngươi giải thích với mọi người một chút đi." "A à tử" mọi người nhoáng một cái, suýt chút nữa hộp máu. Bọn họ đều xưng tiền bối, ngươi xưng A tử. Chẳng lẽ không sợ tiền bối trở mặt tại chỗ, một tay quất chết ngươi? Nghi viện trưởng càng con mắt xoay loạn. Hắn là thuần thú sư, biết tử dương tiền bối có bao nhiêu kiêu ngạo. Xem như hắn, mỗi lần gặp đều cung kính, không dám thở mạnh, gọi như vậy. Có phải có chút quá khinh thường hay không? Nhưng khiếp sợ còn không có kết thúc, liền nghe tiền bối mà bọn họ tôn sùng, ôm quyền không người, thanh âm vang lên. Vâng, chủ nhân, chủ nhân, tử dương thú tiền bối, xưng hô thầy trương là chủ nhân. Mắt lục phong tối sầm lại, chín đại danh sư cũng nhoáng một cái, cảm thấy thế giới quan vỡ tan. Tử dương thú là ai? Thú sủng của lão viện trưởng, địa vị ở danh sư học viện cao hơn thập đại trưởng lão, gần với kim nguyên đỉnh, loại thánh thú này, cao ngạo đến chân trời, bình thường tới nói chuyện cũng xa cách, bây giờ lại nhận trương huyền làm chủ, đến cùng là tình huống gì? chủ nhân là thiên danh sư được danh sư đường công nhận làm sao có thể là dị linh tộc? quả thực là lời nói vô căn cứ. hắn đánh ta chỉ là vì để cho ta đột phá, không để ý tới mọi người khiếp sợ. tử dương thú chấn động hai tay, một cỗ khí tức cường đại sinh ra. âm âm khí tức cường đại tựa như sóng lớn, cho người ta áp bách trên linh hồn. vừa rồi liền nghĩ kỹ, nếu như nói là hiểu lầm, nó cũng cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Hình ảnh tiền bối khó giữ, đã để cho người ta phỏng đoán lung tung, còn không bằng nói thẳng là vì giúp nó đột phá. Dù sao thực lực của nó thực là thánh giả nhị trọng. Thánh giả nhị trọng, thần thức cảnh, tiền bối, đột phá. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, tử dương thú, loại thánh thú trời sinh này, cực kỳ khó đột phá, lão viện trưởng cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy, cũng không thành công, có thể thấy được khó bao nhiêu. Giờ phút này, không chỉ nhận chủ, còn đột phá mới vừa nói Trương Huyền đánh tử dương thú tiền bối, là dị linh tộc, đối phương liền tự mình đi ra bác bỏ tin đồn, còn tiện thể biểu hiện thực lực, thuận tiện nhận chủ. Kịch bản đảo ngược quá nhanh, tất cả mọi người phát mộng. chương 1543, lão sư của ngươi là ai? một Không sai, những ngày này ta không liên hệ chư vị, là bởi vì đến mấu chốt đột phá, không thể phân tâm. Tử dương thú nói. Nếu như không phải chủ nhân, hiện tại ta vẫn là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, muốn đột phá, hoàn toàn không có khả năng. Nó nói ngược lại là lời nói thật, trong khoảng thời gian này, trừ bị đánh, chính là bị đặt ở trong thiên nghĩ phong xào, ngay cả thân thể cũng giãn không ra, tức giận mãnh liệt, cũng thuận lợi đột phá cơ sở. Thân thức cảnh, có quan hệ tới linh hồn, tâm cảnh, những ngày tối tăm nhục nhã không mặt trời kia, để tinh thần của hắn trở nên cứng cáp hơn. Nếu như không trải qua chuyện này, cho dù có nội đan của hồng viên thú, có thể đột phá hay không còn khó nói. Mọi người nói không ra lời, tu luyện giả bế quan mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng là chuyện thường, đối phương chẳng qua bế quan nửa tháng mà thôi, không lâu a. À. Tử Dương thú Tiền Bối từng là thú sủng của lão viện trưởng, vì học viện làm bao nhiêu cống hiến, không cần ta nói, chắc hẳn mọi người cũng biết. Thầy Trương vì để cho nó đột phá, bỏ bao công sức, hao phí tâm huyết. Các ngươi lại vô hãm hắn là dị linh tộc, Lục Phong nếu như hôm nay người giải thích không rõ, tội vu hãm này, khẳng định là chạy không thoát, coi như nháo đến thanh nguyên đế quốc, ta cũng phụng bồi tới cùng. Triệu bính tuất nhướng mày, dẫn đầu đập bàn, Người nói thầy trương đánh tử dương thú, là dị linh tộc, bây giờ người bị hại đi ra bác bỏ tin đồn. Còn có lời gì để nói? Sắc mặt lục phong nhăn nhó, thân thể run rẩy, trên đầu nổi gân xanh, buồn bực sắp hộp máu. Vốn cho rằng lần này nhận được tin tức, nắm chắc có thể để cho trương huyền muốn sống không được muốn chết không xong nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có dạng đảo ngược này đồng hân ở một bên thân thể mềm mại cũng run rẩy sắp ngất nàng tận mắt thấy đối phương chỉ huy cấp dưới đánh tử dương thú tàn nhẫn vô tình làm sao trong nháy mắt liền biến thành giúp nó đột phá đột phá có không để ý tới sống chết cuồng ẩu như vậy sao không đúng chẳng lẽ là đột nhiên trong lòng hơi động một ý nghĩ xông ra Nghĩ đến điểm này, nàng vội vàng ôm quyền. Mục sư, Kim Nguyên đỉnh tiền bối, chư vị trưởng lão, tại hạ có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Hôm nay chỉ vì biết rõ chân tướng, có chuyện cứ nói đừng ngại. Mục sư gật đầu. Ta tận mắt thấy trương huyền phái người đánh tử dương thú tiền bối, nhưng hiện tại tiền bối giúp hắn nói chuyện. Có phải nhận lời uy hiếp hoặc có việc gì khó nói hay không? Hoặc là, mục đích đánh là vì để cho hắn khuất phục đồng hân nói trước mấy ngày mới bị đánh chết đi sống lại hiện tại chẳng những không có địch ý còn nhận chủ đổi lại là ai cũng khó mà tin được biến hóa nhanh như vậy trừ thực tình thần phục còn có một loại cái kia chính là nghĩ một đằng nói một nẻo ngươi nói là uy hiếp mục sư cao mày tất cả trưởng lão cũng sững sờ loại tình huống này cũng không phải không có nếu thật là bị uy hiếp lời nói cũng không phải chính xác coi như bọn họ là danh sư cũng rất khó phân biệt. Không sai, người người đều biết tử dương tiền bối, trung thành tuyệt đối với lão viện trưởng, viện trưởng đến cùng sống hay chết, còn không có tin tức xác thật, nó liền nhận người khác làm chủ, ta dù sao cũng không tin. Ánh mắt lục phong sáng lên, tràn đầy khen ngợi nhìn đồng hân, khẽ nói. Lão viện trưởng đi di tích, một mực không về, học viện định tính chính là mất tích, cụ thể có phải chết hay không, còn không rõ ràng. Thật nghĩ như vậy, liền ý vị sâu xa chủ nhân sống chết còn chưa xác định, liền nhận người khác làm chủ, quả thực không thể tưởng tượng. Có phải Trương Huyền nắm trong tay một loại tin tức nào đó, lấy lão viện trưởng sống chết uy hiếp, bức bách tử dương tiền bối nhận chủ, giúp hắn nói chuyện hay không? Cũng có khi, dùng một loại thủ đoạn đặc thù nào đó không muốn người biết. Trần Thừa Tuần đứng dậy nói, hắn và Lục Phong là trên một đường thẳng, đã không có cách nào lùi bước. Mục sư trầm tư, nếu vị lão hữu kia thật chưa chết, người khác coi đây là áp chế mà nói y theo tính cách trung thành tuyệt đối của tử dương thú ngược lại thật có khả năng đổi giọng bởi vì không cách nào phán định có phải bị uy hiếp hay không cho nên lời nói của tử dương thú tiền bối không đủ tin lục phong nói tiếp ngươi đánh giám không nghĩ tới nó tự mình bác bỏ tin đồn lại biến thành luận chứng hoang đường như vậy sắc mặt tử dương thú đỏ lên tức giận đến hết lớn ta nói mỗi một đều xuất phát từ nội tâm làm sao lại không thể tin tiền bối không nên kích động dị linh tộc nhiều thủ đoạn am hiểu linh hồn mê hoặc không có cách nào xác nhận trước đó ngươi có phải bị mê hoặc hay không lời của ngươi chúng ta thực rất khó phân biệt lục phong nói thời kỳ thượng cổ chức nghiệp vu hồn sư từng đầu nhập vào dị linh tộc bởi vậy nắm giữ đối với hồn phách cực cao ngươi trước mấy ngày mới bị đánh bây giờ lại nói ra lời hoàn toàn trái ngược đổi lại ai cũng cảm thấy không quá tin tưởng lục viện trường cái suy luận này thành lập, ta có phải cũng có thể hoài nghi, người đã bị dị linh tộc mê hoặc, cố ý tới hại một vị danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn hay không? Từ khi vào phòng, mà Cao Viễn vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng. Không sai, danh sư nắm giữ minh lý chi nhãn, đối với nhân tộc tác dụng bao lớn, có thể tưởng tượng được, lục viện trưởng một mực nhầm vào, sẽ không phải đã là người của dị linh tộc chứ. Nghi trưởng lão cũng vuốt dâu nói, người bảo tử dương thú nói không thể tin, vậy tốt. Lời của ngươi lại có mấy phần có thể tin. Các ngươi, không nghĩ tới hai vị này chờ tay một chút, liền chụp mũ lên đầu mình, lục phong suýt chút nữa nôn ra máu, đành phải khoát tay áo. Tốt, chúng ta không xoắn suýt vấn đề này, sự tình trương huyền nắm giữ thuộc hạ dị linh tộc là không có cách nào phản bác. Lúc trước hiện trường tử dương tiền bối bị bắt, chúng ta cũng qua nhìn, khí tức dị linh tộc, dấu vết rõ ràng như vậy là căn bản không che giấu được căn cứ đồng hơn miêu tả, hắn không chỉ đánh tử dương thú, còn có một đám thuộc hạ dị linh tộc. Đây mới là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất, cộng thêm chư vị ở đây đều dò xét qua, biết những dấu vết kia đại biểu cái gì. chương 1544, Lão Sư của ngươi là ai? 2. Đám người mi trưởng lão, triệu viện trưởng đều nói không ra lời. Bọn họ đều gặp dấu vết chiến đấu lưu lại ở lôi viễn phong, cộng thêm tu vi hiện tại của thầy Trương, không có người trợ giúp, không thể nào là đối thủ của tử dương tiền bối. Thật chẳng lẽ có thuộc hạ dị linh tộc, nếu như thế thì thật rất phiền toái. Danh sư là cấm có liên quan tới dị linh tộc, nếu không, có miệng cũng giải thích không rõ. Thuộc hạ dị linh tộc, các ngươi nói nhưng cái này sao? Biết chuyện ngày hôm nay, không nói rõ ràng, cả đời sẽ dính bẩn, Trương Huyền cũng không nhiều lời, cổ tay khẽ đảo, một khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt. Tin tưởng nhãn lực của chư vị có thể thấy được, đây là dùng dị linh tộc luyện chế thành khôi lỗi. Không sai, đây là lấy người thật luyện chế thành khôi lỗi. Mọi người sững sờ, lập tức gật đầu, làm danh sư lục tinh đỉnh phong, lại không giống đồng hân, nhìn thoáng qua, là khôi lỗi hay người thật, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nhận ra. Triệu viện trưởng hẳn phải biết, trước khi ta đến học viện, từng cùng đám người thất thất, Ngọc Phi Nhi công chúa, tiến vào một di tích, đồng thời may mắn nhận được ngô dương tử tiền bối truyền thừa trương huyền nói tiếp ân triệu bính tuất gật đầu chuyện này lúc trước hắn liền kỹ càng sửa sang lại thành sách thông cáo những người khác những khôi lỗi này chính là tiền bối dùng đại thủ pháp luyện chế ta chẳng qua cơ duyên xảo hợp nhận được mà thôi trương huyền cười cười danh sư là không thể liên quan tới dị linh tộc nhưng hắn luyện chế thành khôi lỗi để nhân tộc sử dụng coi như vô công cũng không ảnh hưởng gì chứ mọi người sửng sốt vốn cho rằng là dị linh tộc Kết quả lại là khôi lỗi, loại vật này không có mệnh lệnh, căn bản không có cách hại người. Thu phục nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái này đích xác là khôi lỗi vô ý thức, hơn nữa phương pháp rèn đúc tinh diệu vô song, cực kỳ tương tự thủ pháp của Ngô Dương Tử trong truyền thuyết. Nhìn kỹ một cái, Mộc sư nhẹ gật đầu, những khôi lỗi này là Ngô Dương Tử ở khi dị linh tộc còn sống rèn luyện, đã dùng hết đủ loại tài liệu quý giá cùng phương pháp, mỗi một con đều giá trị cực cao những khôi lỗi này, trong cơ thể vẫn ẩn chứa sát lục chi khí, bảo lưu tập tính của dị linh tộc, coi như ngô dương tử còn sống, cũng chưa chắc có thể thuần phục. Người làm sao có thể để chúng ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Nhìn ra mấu chốt, mộc sư cao mày, cái này mặc dù là khôi lỗi, nhưng sát lục chi khí trong cơ thể không hề yếu, hơn nữa nhìn thấy nhân loại, mang theo cam thù trời sinh. Người mạnh như thế, đừng nói ngô dương tử, xem như hắn cũng chưa hẳn có thể thuần phục gia hỏa này chỉ là quy nhất cảnh, lại làm được bằng cách nào? Trương Huyền cau mày, để chúng ngoan ngoãn nghe lời, là bởi vì ngoan nhân, mà giải thích ngoan nhân, liền phải giải thích thiên đạo chi thư, liên quan bí mật lớn nhất của hắn. Thiên đạo thư viện, bởi vậy căn bản không thể nói. Hơn nữa, những khôi lỗi này, là dị linh tộc khi còn sống, thân thể bộ kiện bị thay thế. Không xuất hiện bất kỳ bài xích, nói rõ, trên chủ quan, là nguyện ý làm như vậy năm đó ngô dương tử bị dị linh tộc bắt đi động tính huyên náo rất lớn phân bộ của thanh nguyên đế quốc đều có hồ sơ nếu như hắn thật có để để dị linh tộc ngoan ngoãn bị luyện chế thậm chí nghe lời thì làm sao có thể bị bắt một đi không trở lại mục sư nói tiếp thân là danh sư thất tinh nhãn lực kinh người biết phương pháp luyện chế loại khôi lỗi này coi như ngô dương tử lợi hại muốn thành công cũng khó khăn mục sư nói rất đúng những cái này xem như khôi lỗi lại làm sao luyện chế thành công? Loại thực lực như ngươi, làm sao thu phục? Nghe được mục sư nói, ánh mắt lục phong sáng lên. Trừ khi, ngươi là vương giả dị linh tộc, có thể để cho khôi lỗi ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm bị giết, lúc này mới ở sau khi chết, tất cả nghe theo lời ngươi nói. Trương huyền sầm mặt lại. Hắn tự nhiên không phải vương giả dị linh tộc, nhưng ngoan nhân phải, thậm chí có thể là hoàng giả lúc trước Ngô Dương Tử có thể luyện chế những dị linh tộc này thành khôi lỗi, chính là tên này ra lệnh. Nhưng mà thật muốn nói tỉ mỉ, bí mật của thư viện liền khó bảo toàn. Vì sao luyện chế thành công, ta thật không biết, đây là chuyện của Ngô Dương Tử tiền bối, còn thu phục. Trương Huyền Trần chờ một chút, nói. Là lão sư lo lắng an toàn của ta, cố ý thuần phục, giao cho ta. Lão sư của ngươi, Lục Phong hừ lạnh, là vị danh sư nào? Nói ra nghe một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, là danh sư nào mạnh mẽ như vậy, thuần phục khôi lỗi chỉ thuần phục vương giả dị linh tộc, ngoan ngoãn nghe một danh sư tứ tinh. Lão sư ta. Trương Huyền mặt mũi xoắn suýt, còn không có giải thích, một thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài phòng truyền vào. Là ta. Một cỗ khí tức cường đại tới cực điểm, trong nháy mắt đổ xuống. Chương 1545, bản tọa Dương Huyền. Một, Cỗ khí tức này như biển cả thủy triều, cho người ta một loại cảm giác không tránh né được, mà lại vô lực phản kháng. Mọi người trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng, ngay cả mộc sư, trái tim cũng lạnh xuống, thân thể cứng ngắc. phảng phất như ở dưới cỗ khí thức này, không dám sinh ra ý niệm phản kháng, nếu không, sẽ bị giết chết tại chỗ, dù lấy thực lực của hắn, cũng không chống lại được. Kéo kẹt, kéo kẹt, khí thức cường đại chèn ép, phòng nghị sự trưởng lão không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã không chịu nổi, xuất hiện vô số vết rách, ngay sau đó giòn vang, ầm vang sụp đổ. Chỉ bằng vào khí thế, loại bỏ toàn bộ trận pháp nơi này, bức tường sụp đổ. Liếc mắt nhìn nhau, tất cả trưởng lão run rẩy, phòng nghị sự trưởng lão này không chỉ có kiến trúc, càng quan trọng hơn là ẩn chứa vô số trận pháp cường đại, dựa theo tình huống bình thường, thánh giả nhị, tam trọng toàn lực công kích cũng chưa hẳn có thể phá vỡ. Đối phương chỉ bằng vào khí thế, liền để trận pháp vỡ tan bức tường sụp đổ, đến cùng đạt đến thực lực gì mới có thể làm được. Vị lão sư này của Trương Huyền, đến cùng là loại cường giả cấp bậc nào? Nghĩ đến nơi này, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, ngay sau đó liền thấy một bóng người nhàn nhạt, nhạt lơ lửng ở bầu trời cách đó không xa, dưới bụi mù sao động, thấy không rõ dung mạo, có điều, nhìn hình thể tuổi không lớn lắm, chỉ chừng 30, mang theo uy nghiêm làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Là các ngươi hoài nghi học sinh ta là dị linh tộc? Bóng người nhẹ hừ một tiếng. Vậy ngươi xem ta có thể là dị linh tộc không? Oanh! Thanh âm không lớn, nhưng cho người một loại cảm giác thiên địa sụp đổ, uy nghiêm nồng đậm từ trên trời giáng xuống, đám người lục phong chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, hô hấp khó khăn. Âm âm! Uy áp lan tràn bốn phía, toàn bộ kiến trúc dưới người bọn họ, không thể kiên trì được nữa, bắt đầu đổ sụp. Cái này cũng chưa tính kết thúc, gợn sóng uy áp dập dần, thời gian nháy mắt, tiếp xúc những kiến trúc khác, nhẹ nhàng đụng một cái, trận pháp ẩn chứa trong đó lập tức vỡ nát, kiến trúc hùng vĩ cao lớn như tờ giấy, không đỡ nổi một đòn. Cái đó là phong sư điện. Đồng loạt nhìn kiến trúc nơi xa mới vừa đổ sụp, mọi người co giật, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Cái kia là phong sư điện, ẩn chứa bài vị của vô số tiền bối thậm chí còn có tường khổng sư. Loại địa phương này, có ý niệm tiền bối thủ hộ, coi như bọn họ toàn lực ra tay, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, mà bây giờ đối phương nói một câu liền sập. Phong sư điện sụp đổ, nói rõ rất nhiều ý niệm tiền bối, không dám chống chọi vị tiền bối này, thậm chí. Ngay cả khổng sư cũng rút lui. Một trưởng lão lẩm bẩm Nghe nói như thế, toàn thân mọi người siết chặt, hắn nói không sai, phong sư điện, ẩn chứa ý niệm của khổng sư cùng ý niệm vô số tiền bối thủ hộ, coi như dị linh tộc vây công, cũng sẽ thất bại tan tác mà về, đối phương không có công kích, chỉ bằng vào một câu nói liền để nó sụp đổ chỉ có một khả năng cái kia chính là thực lực quá mạnh ngay cả khổng sư lưu lại ý niệm cũng lùi bước không dám chống lại xuất hiện loại tình huống này hoặc là khổng sư đích thân tới hoặc thực lực để khổng sư cũng kính trọng cái này làm sao có thể chẳng lẽ là cường giả cấp bậc thập nhị hiền con người co rụt lại một vị trưởng lão giống như nhớ ra cái gì đó thanh âm không khỏi phát run rất nhiều tiền bối trong phong sư điện kém cỏi nhất cũng đạt đến thánh giả, lại thêm tượng khổng sư, ý niệm trong đó mạnh, danh sư bát tinh, thánh giả lục thất trọng muốn bằng vào khí thế, nói một câu, liền loại bỏ nó cũng làm không được. Truyền thuyết, chỉ có đến cấp bậc được khổng sư thân truyền, cảnh giới thập nhị hiền, mới có năng lực này. Vị trước mắt lại là loại cường giả đó, nếu thật như thế, liền quá khoa trương, sau khi khổng sư biến mất, mạnh nhất chính là thập nhị hiền, có điều thập nhị hiền ở không lâu sau, cũng không còn tung tích, về sau ra đời không ít thánh giả đỉnh phong, sáng lập đủ loại thánh giả quý tộc. Những lão tổ quý tộc này, mạnh mẽ đến cực điểm, chỗ như danh sư học viện, đưa tay liền có thể hủy diệt. Loại cường giả này, dù thực lực cường đại, nhưng so với Thập Nhị Hiền cũng chênh lệch rất lớn. Coi như không phải Thập Nhị Hiền, chỉ sợ cũng không kém lão tổ quý tộc bao nhiêu. Mọi người nuốt nước bọt. Chỉ bằng vào khí thế, một câu nói, liền để phong sư điện sụp đổ, thực lực mạnh chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Loại cường giả này, thật muốn giết người, căn bản không cần ra tay, một đạo ý niệm, bọn họ sẽ lập tức biến thành tử thi, coi như danh sư đường truy xét, cũng tra không ra cái gì. Cái này, cái này, mạnh như vậy. Mà cao viễn lạnh cả người, hắn đã sớm gặp qua lão sư của thầy Trương, thậm chí còn cùng hắn tán gẫu chẳng qua lúc đó đối phương không thi triển thực lực, cũng không lộ ra khí tức cùng uy áp, vốn cho rằng nhiều nhất là danh sư thất tinh, bát tinh. Hiện tại xem ra, còn đánh giá thấp, một câu nói, để phòng nghị sự trưởng lão, phong sư điện, kiến trúc trong phương viên vài trăm mét biến thành bột mịn, chỉ bằng vào uy thế này, cũng không phải danh sư bát tinh có thể làm được. Ta sớm nói cho ngươi, lão sư của thầy Trương rất cường đại, chẳng lẽ ngươi không nói cho các trưởng lão khác. Vẻ mặt hắn trắng bệch, nhịn không được nhìn về phía mi trưởng lão cách đó không xa. Hắn đã sớm biết vị này mạnh mẽ, mới cố ý giao hảo với Trương Huyền, ở Lôi Viễn Phong cũng lặng lẽ nói cho Mi Trúc viện trưởng. Y tứ là nói, vì cái gì học viện ngu xuẩn các ngươi còn muốn lanh tranh thẩm phán học sinh của người ta, bây giờ tốt rồi, cho cái sọt lớn a. À. Người mạnh như thế, coi như khinh thường ra tay với ngươi, nói một câu cũng đủ làm cho ngươi mãi mãi không vươn mình lên được. Ta, ta nói, nhưng bọn họ không tin a. À. Mi trưởng lão sắp khóc, hắn chưa tiếp xúc qua lão sư của đối phương, chỉ là nghe nói, e ngại không sâu do đó chỉ thuận miệng nói một chút, ai nghĩ đến đáng sợ như thế. Loại thực lực này, đã vượt qua tưởng tượng. Các ngươi, Mạc cao viễn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, sợ vị kia lại ra tay, hắn vội ngẩng đầu nói. Dương sư, xin ngài bất giận, tại hạ mạc cao viễn, ngài từng chỉ điểm qua ta. Chúng ta không có ý làm khó thầy Trương, chỉ là để hắn tới, hỏi thăm một ít chuyện. Trương 1546, Bản tọa Dương Huyền 2 hiện tại chỉ có thể hắn mở miệng hắn thật sợ tên ngốc lục phong này rồi không hiểu quy củ hoàn toàn chọc giận đối phương hỏi thăm ta thế nào cảm giác các ngươi đang thẩm vấn học sinh của ta các ngươi cảm thấy hắn là dị linh tộc hay ta là dị linh tộc bóng người trên trời hư lạnh bỗng nhiên xoay người lại quát lạnh một tiếng một cảm giác áp bách tựa như thiên địa từ trên trời hạ xuống cho người ta một loại cảm giác hô hấp cũng khó khăn đây là thiên nhận danh sư Thập đại trưởng lão tính cả Kim Nguyên đỉnh, tất cả đều bị dọa đến nói không nên lời. Thiên nhận danh sư, từ thượng cổ đến nay, chỉ có Khổng sư làm được, thế mà vị kia cũng thế. Bọn họ lại hoài nghi học sinh của đối phương là dị linh tộc. Quả thực chính là con mẹ nó muốn chết, hắn là danh sư ngay cả ông trời cũng công nhận, làm sao có thể thu dị linh tộc làm đồ đệ. Đây không phải đùa giỡn sao? Sư, sư tổ. Nhìn thấy đối phương xoay mặt lại, biểu hiện ra thân phận thiên nhận danh sư, mục sư rốt cuộc nhận ra được. Vị lão sư của Trương Huyền, không phải người khác, chính là sư tổ trước kia hắn gặp qua. Dương Huyền, sớm biết Trương Huyền là học sinh của hắn, còn thẩm phán cái giam a hát. Chúng ta không dám. Khóe miệng của mạc cao viễn giật giật, vội vàng chắp tay. Người thì sao? Dương sư nhìn về phía Lục Phong. Ta, không dám. Lục Phong run rẩy, suýt chút nữa chết ngất sớm biết trương huyền có lão sư lợi hại như thế tìm phiền toái là gì chứ đây không phải muốn chết sao cái này được rồi đắc tội danh sư cường đại như thế không cần nghĩ tương lai sau này của hắn khẳng định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát lại không có không gian tiến bộ đồng hân ở một bên hai mắt biến thành màu đen cái này được rồi hoàn toàn đắc tội người ta coi như giết ngươi ngươi cũng không có tư cách phản kháng a hát không dám tốt nhất bóng người cũng không truy cứu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, phảng phất như muốn nhìn thấu thương khung. Bản tọa Dương Huyền, nếu như cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, có thể đi tổng bộ danh sư đường kiện ta. Chúng ta không dám. Mà Cao Viễn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, kiện, kiện cái dám a hát, nếu cho tổng bộ biết, đắc tội danh sư cấp bậc như vậy, chỉ sợ không những không giải oan, còn sẽ ra tay chụp chết. Loại danh sư cấp bậc này, mỗi một vị đều là tài phú của đại lục, đừng nói danh sư học viện của một đế quốc nhất đẳng xem như dùng phong hào đế quốc đến trao đổi cũng không đổi được không truyền tin tức đến tổng bộ ngược lại cũng thôi truyền đến tổng bộ đây không phải tìm đánh sao danh sư đường mặc dù chỉ vì nhân tộc làm việc công chính đó cũng phải nhìn cấp bậc danh sư cấp bậc càng cao hưởng thụ đặc quyền càng lớn những danh sư lục tinh bọn họ tới so sánh căn bản không tính là gì đừng nói chết một người cho dù chết một ngàn người một vạn người, cũng không đổi được loại cường giả này. Cái gì nhẹ cái gì nặng, danh sư đường tự biết lấy hay bỏ. Không dám tốt nhất, gật gật đầu, lúc này Dương Huyền mới hất ống tay áo, bàn chân đạp không, liền muốn rời khỏi. Sư tổ, mục sư vội vàng tiến lên, những ngày này hắn tu luyện công pháp mà vị sư tổ này truyền thụ, vấn đề trong cơ thể được giải quyết dễ dàng, thực lực cũng rất tinh tiến, trong lòng sớm đã vạn phần cảm kích người trước mắt lúc này thấy hắn muốn rời khỏi liền nhịn không được nữa ân cố gắng tu luyện quay về mộc gia cũng không phải là không được nhẹ gật đầu dương huyền không nói thêm lời bàn chân đạp mạnh trên không trung càng lên càng cao lập tức hô một tiếng biến mất tại nguyên chỗ như là thuấn di là năng lực không gian danh sư cửu tinh nuốt ngụm nước bọt thập đại trưởng lão đều ngứa ra danh sư đến cửu tinh liền nắm giữ không gian pháp tắc thậm chí có thể bố trí ra không gian trồng chất, chế tạo nội thế giới. Vị trước mắt này, trong nháy mắt biến mất, tìm khắp chung quanh cũng nhìn không thấy, nói rõ đã nắm trong tay loại lực lượng này. Danh sư cửu tinh còn sống, ở trên đại lục tổng cộng không có mấy vị, thế mà gặp được một cái, còn thẩm phán học sinh của hắn. Tất cả mọi người cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn người ta là danh sư, không chấp nhận bọn họ, nếu không toàn bộ học viện, liền không cần thiết tồn tại. Xem ra vị dương sư này, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối với học sinh vẫn rất xem trọng. Nghĩ đến nơi này, tất cả đều kìm lòng không được nhìn về phía trương huyền cách đó không xa, lại thấy hắn nhíu mày, như không cao hứng lắm. Nói thật, giờ phút này trương huyền quả thực không quá cao hứng, lòng tràn đầy xoắn suýt. Sớm biết phân thân không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như thế, cái này. Giả bộ không phải có chút, quá lớn sao, chương 1547, ta đề cử trương huyền làm viện trưởng một Giải thích như thế nào thuần phục những dị linh tộc này, khẳng định phải tốn hao miệng lưỡi, thậm chí nói ra thiên đạo thư viện tồn tại, cho nên liền nghĩ để Dương Huyền tới cứu trận, tinh thần câu thông phân thân, để hắn ngụy trang thành Dương Huyền xuất hiện. Vốn nghĩ chấn nhiếp mọi người một chút là được, nằm mơ cũng không nghĩ tới, trang bước lớn như thế. Nhìn xem bốn phía một vùng phế tích, Trương Huyền che chán hắn bổn ý là để phân thân ngụy trang một chút, chứng minh bản thân không phải dị linh tộc là được, tên này ngược lại tốt, danh sư học viện của người ta, toàn bộ trưởng lão viện bị phế. Khí tức cường đại như thế, đoán không sai, là ngoan nhân làm ra. Tên này từng nói, chỉ cần cho hắn bản chép tay của khổng sư, có thể để khí tức trở nên thuần khiết, không mang theo sát lục của dị linh tộc. Phong sư điện sụp đổ, hẳn là bản chép tay của khổng sư mang tới lực uy hiếp, dù lúc khổng sư lưu trữ, thực lực còn không đến đỉnh phong, nhưng cũng là khổng sư, rất nhiều ý niệm tiên hiền không dám chống lại. Còn thiên nhận danh sư, linh hồn phân thân, cùng hắn xuất từ đồng nguyên, cũng trải qua thiên địa công nhận, lại thêm có ngoan nhân giúp đỡ, xuất hiện loại hiệu quả này, vẫn là rất đơn giản. Sau cùng biến mất, cũng không phải thuấn di, mà là bọn hắn thu vào thiên nghĩ phong xào, thu vào không gian trồng chất, thật giống như đi vào một thời không khác, tự nhiên không cách nào tuần tra một phen động tác làm rất trôi chảy, nhưng huyên náo lớn như thế, có phải quá mức hay không? Mục đích của hắn, chỉ muốn tiểu đà tiểu nháo, làm cho đối phương không nghi ngờ là được, hiện tại. Những người này đều có chút kính sợ, chính đang xoắn suýt, không biết đằng sau nên làm cái gì, chỉ thấy mục sư tới gần, ôm quyền, khom người nói. Sư thúc, từ trong buồn bực khôi phục lại, Trương Huyền chỉ gật đầu. Không cần đa lễ. Trước đó ngụy Trang Thành, Dương Huyền, nói là sư tổ của hắn người ta xưng hô như vậy không có bất cứ vấn đề gì sư thúc khóe miệng lục phong co giật suýt chút nữa ngất đi mục sư là danh sư thất tinh hắn muộn một đời đối phương xưng hô trương huyền sư thúc há không biểu hiện bối phận của mình lại biến thành đồ tôn mới vừa rồi còn là hiền chất hiện tại lại mở miệng đã biến thành hiền tôn đây là chuyện gì không chỉ hắn phát điên mắt đồng hân càng tối sầm trước đó long thương nguyệt nói lại tìm trương huyền phiền phức có thể trực tiếp từ đồ tôn biến thành đồ chất không lúc đó còn xem thường cảm thấy không có khả năng hiện tại không cần phải nói đã chứng minh lão sư nàng lục phong biến thành đồ tôn nàng không phải chất thì là cái gì danh sư học viện tứ đại học hội hồ yêu yêu tuyên chiến đầu tiên biến thành học đồ tiết chân dương làm cái thứ hai biến thành đồ tôn mình cái thứ ba tìm phiền toái thành cháu chát, nước mắt không cầm được chảy ra, sớm biết như vậy, cần gì tìm phiền toái chứ, cái này được rồi. Về sau gặp lại hồ yêu yêu, chỉ sợ phải gọi nàng là sư tổ. Cái này, thấy mục sư đi đầu hô sư thúc, sắc mặt đám người mặc cao viễn đỏ lên, không biết xưng hô như thế nào. Hiện tại ta có thể rửa sạch oan khuất hay không, có lẽ sẽ không hoài nghi là dị linh tộc nữa chứ. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền nhìn về phía mục sư, tự nhiên không có mục sư vội vàng gật đầu ngươi là học sinh của dương sư dương sư là thiên nhận danh sư tự nhiên không thể nào là dị linh tộc rất nhiều danh sư khác cũng liền vội vàng gật đầu đã không phải thì không có gì phải thẩm vấn ta có thể đi chưa trương huyền nói tiếp đương nhiên mục sư gật đầu vậy là tốt rồi trương huyền lên tiếng bộ dáng hiện tại của lục phong coi như không cần hắn ra tay cũng sẽ bị trừng phạt Bản thân là gia gia, cũng không cần phải so đo với cháu trai. Thật muốn không buông tha, phân thân thật vất vả giả ra, khẳng định sẽ giảm điểm không ít. Dù sao hắn không tìm đối phương phiền phức, viện trưởng khác cũng sẽ không bỏ qua, còn không bằng cho bọn hắn một không gian tự do phát huy, tránh trước lại nói. Đang muốn rời đi, chỉ thấy Mi trưởng lão tiến về phía trước một bước, ngăn ở trước mặt. "Thầy Trương, trước không vội. Còn có chuyện gì?" Trương Huyền nhìn qua đối với mi trưởng lão, hắn vẫn có hảo cảm rất lớn. Vừa rồi, dương sư, không xuất hiện, vẫn giúp mình nói chuyện. Là như vậy, mộc sư từng nói qua, học viện ai tìm được tử dương tiền bối, người đó là viện trưởng, hiện tại tiền bối được ngươi tìm ra, đồng thời thành thú sủng. Cho nên, ta đề nghị, người kế vị thành tân nhiệm viện trưởng của học viện. Giải thích xong, mi trưởng lão nhìn quanh một vòng. Không biết chư vị ý như thế nào. Hiện tại học viện loạn thành như vậy, nhất định phải có người chủ trì, mà Trương Huyền này tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất. Thực lực của hắn khả năng còn chưa đủ, nhưng bất kể thân phận hay lý giải những nghề nghiệp khác, đều việc nhân đức không nhường ai. Huống chi, tử dương tiền bối thuần phục, có thú sủng như thế làm chỗ dựa, ai dám phản bác. Không sai, ta cũng đang có ý này. Triệu Bính Tuất gật đầu. Thầy Trương trở thành viện trưởng, ta không ý kiến. Vệ nhiễm tuyết lên tiếng. Ta đồng ý, Tưởng Thanh cầm gật đầu. Ta cũng đồng ý. Phó ký học viện Tu Trường Thanh Trần chờ một chút cũng nhẹ gật đầu. Đám người Vương Dĩnh là khách khanh trưởng lão của học viện hắn, nếu như thầy của bọn hắn thành viện trưởng, khẳng định sẽ càng thêm tận tâm giảng bài. Thời gian nháy mắt, 10 đại học viện liền có một nửa đồng ý. Sư thúc là học viên của danh sư học viện, lại thỏa mãn rất nhiều điều kiện, nếu như có thể thành viện trưởng, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Ánh mắt Mộc sư sáng lên, cũng nhẹ gật đầu. Đề nghị này, ta đồng ý. Mục đích hắn từ tổng bộ xuống, chính là vì xác lập tân viện trưởng. Vị sư thúc này, mặc dù tuổi tác rất nhỏ, tu vi không đủ, nhưng bối cảnh mạnh mẽ. Lại thêm thiên phú dị bẩm, chỉ sợ không dùng mấy năm, liền có thể chân chính xứng trước, dẫn đầu hồng viễn danh sư học viện, một đường hướng về phía trước. Các ngươi thì sao? Trường 1548, ta đề cử trương huyền làm viện trưởng 2. Thấy mục sư mở miệng, mi trưởng lão nhìn về phía nam học viện viện trưởng còn lại. Cái này, lục phong cùng trần thừa tuần nhìn nhau, như bị người đánh, muốn khóc lại khóc không được. Mục sư đã đồng ý, ta không lời gì để nói. Thư hỏa học viện viện trưởng nói. Ta cũng đồng ý. Thiên công học viện viện trưởng cũng nhẹ gật đầu. Ta nhất trí. Y đạo học viện viện trưởng trung đỉnh thuần đáp ứng. Được rồi, chúng ta cũng đồng ý kiên trì không bao lâu, Lục Phong cùng Trần Thừa Tuần đành phải gật đầu. Coi như muốn phản bác, cũng phản bác không được, thập đại trưởng lão đã đồng ý tám cái, nói nhiều sẽ chỉ làm người ghét bỏ. Nghe được tất cả viện trưởng đều đáp ứng, mi trưởng lão đang muốn cung nghênh trương huyền, liền nghe một thanh âm vang lên. Muốn trở thành danh sư học viện viện trưởng, chỉ ít cũng là danh sư lục tinh, thực lực của thầy trương này, còn kém một chút, ta không đồng ý. Kim Nguyên Đỉnh mở miệng, nó là thánh khí chấn viện, địa vị còn cao hơn viện trưởng, có quyền phủ quyết. Kim Nguyên tiền bối, mặc dù bây giờ thầy Trương còn không phải danh sư lục tinh, nhưng bằng thiên phú của hắn, có lẽ không bao lâu, liền có thể thành công. Mi trưởng lão nhịn không được nói, mọi người đồng loạt gật đầu, bọn họ là tận mắt thấy thanh niên này nghịch thiên, toàn bộ danh sư học viện đều bị huyên náo long trời lở đất, loại người này nếu như khảo hạch không lên danh sư lục tinh, những người khác càng không cần suy nghĩ coi như về sau có thể thành công lại như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi quên, tuyển chọn sau 3 tháng. Kim Nguyên Đỉnh nói, sau 3 tháng, mọi người đều cau mày. Có lẽ đã quá lâu, các ngươi đều quên, sau 3 tháng, chính là trăm năm một lần chiến sư điện tuyển chọn. Thanh âm của Kim Nguyên Đỉnh vang lên. Chiến sư điện, không sai, quả thực đã qua 100 năm. Thanh Nguyên phong hào đế quốc, chiến sư điện trăm năm tuyển chọn một lần, lần trước ta còn không phải viện trưởng trí nhớ không khắc sâu như vậy một khi tuyển chọn bắt đầu bốn đại học viện dưới thanh nguyên phong hào đế quốc đều sẽ đến đây là thịnh thế trăm năm một lần chúng ta tin tưởng thầy trương có thể trở thành danh sư lục tinh nhưng sau ba tháng nếu như còn không đến người chiến sư điện tới lại thêm ba đại học viện khác quả thực không có cách nào chống lại mọi người trầm lặng chiến sư điện tuyển chọn trương huyền nghi hoặc Hắn ở Hồng Viễn đế quốc thời gian sẽ không lâu, cái gọi là viện trưởng có làm hay không không quan trọng, cũng không chú ý, có điều, nghe khẩu khí của mọi người, tựa hồ đối với chiến sư điện tuyển chọn, vô cùng kiêng kỵ. Nghề nghiệp chiến sư này, chắc hẳn thầy Trương nghe nói qua chứ. Mi trưởng lão nhìn qua. Trương Huyền gật đầu, chiến sư là trong danh sư chịu trách nhiệm công phạt, mỗi một cái đều chiến lược kinh người. Loại nghề nghiệp này, mặc dù cũng là danh sư, nhưng không cần giảng bài cũng không cần khảo hạch phụ tu chỉ cần sức chiến đấu mạnh mẽ liền có thể thông qua khảo hạch trao tặng cấp bậc danh sư những người này hầu như mỗi một cái đều có thể vượt cấp chiến đấu là cường giả trong cường giả lúc trước ở huyễn vũ đế quốc hắn từng bị người hoài nghi là chiến sư chiến sư điện là một chi nhánh của danh sư đường danh sư trong đó mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ vô số người trẻ tuổi đều vì trở thành một thành viên trong đó mà vinh quang thấy hắn biết mi trưởng lão giải thích. Chiến sư điện, mỗi hơn trăm năm, đều sẽ tới rất nhiều học viện tuyển chọn người trẻ tuổi, sau ba tháng. Chính là thời gian tuyển chọn. Trăm năm tuyển chọn một lần. Đúng vậy, mỗi lần tuyển chọn, bốn đại học viện ở dưới phong hào đế quốc, đều sẽ hội tụ vào một chỗ, bởi vì danh ngạch có hạn. Làm học viện viện trưởng phải trước tiến hành khiêu chiến, đến tranh đoạt danh ngạch phân phối của học viện. Nghi trưởng lão có chút xấu hổ nếu như thầy trương trở thành viện trưởng tất nhiên phải tham gia khiêu chiến này ta sợ người khó mà chống chọi có thể trở thành một viện trưởng thực lực ít nhất là lục tinh đỉnh phong thậm chí đạt đến thất tinh chỉ cần cho thầy trương đầy đủ thời gian khẳng định có thể đến nhưng sau ba tháng liền muốn khiêu chiến thực sự quá khó khăn thì ra là thế trương huyền giờ mới hiểu được khó trách mọi người lo lắng ba tháng thực sự quá ngắn hiện tại hắn là đạp hư cảnh sơ kỳ khoảng cách cạnh tranh với các viện trưởng khác, quả thực còn kém một đoạn rất lớn. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại lão sư đã có 5 loại chức nghiệp phụ tu đến lục tinh, chỉ cần khảo hạch một loại nữa, liền có thể khảo hạch danh sư lục tinh, 3 tháng, có lẽ đầy đủ. Tưởng Thanh cầm chen vào nói, hiện nay thầy Trương nắm giữ phụ tu lục tinh trở lên là luyện khí, y sư, luyện đan, kinh hồng, ma âm, cách khảo hạch danh sư lục tinh chỉ kém một loại, lấy tốc độ học tập biến thái kia. Lục tinh, không khó lắm. chương 1549, trường viện trưởng 1. Tưởng Thanh Cầm là tận mắt chứng kiến qua tốc độ học tập của Trương Lão Sư. Ngày đầu tiên cái gì cũng không hiểu, ngày thứ hai ma âm liền đến thất tinh, lại học tập một loại chức nghiệp, cũng tốn hao không được bao lâu. Phụ tu ta không lo lắng, mấu chốt là thực lực, thầy Trương mới quy nhất cảnh, mà khảo hạch lục tinh yêu cầu thấp nhất là tầm phong cảnh đỉnh phong triệu bính tuất nói danh sư ngô tinh bao gồm kiều thiên cảnh quy nhất cảnh đạp hư cảnh muốn muốn khảo hạch lục tinh tu vi thấp nhất phải đạt tới tầm phong cảnh đỉnh phong thời điểm thầy trương cùng vưu hư tỷ thí đã từng thể hiện tu vi quy nhất cảnh mà thôi cách yêu cầu thấp nhất còn có hai đại cấp bậc ba tháng muốn đột phá có thể nói hoàn toàn không có khả năng mấy ngày nay đi ra không cẩn thận đột phá hiện tại đã là đạp hư cảnh trương huyền nói không cẩn thận. Mọi người trừng to mắt. Người khác đột phá đạp hư cảnh, tốn hao vô số tinh lực, đủ loại bảo vật, người không cẩn thận đã đột phá, nghe thanh âm còn mang theo oan ức. Có thể nghiêm túc chút hay không? Kỳ thật bọn họ thật trách oan trương huyền, quả thực là không cẩn thận đột phá, vì thế còn buồn bực một thời gian dài. Đột phá đạp hư cảnh. Không giống mọi người buồn bực, mi trưởng lão xứng sở tại nguyên chỗ, khóe miệng co giật. Thầy Trương, Thời điểm tham gia học viên nhập môn khảo hạch, mới hợp linh cảnh đỉnh phong, vì cứu người, đột phá kiều thiên cảnh. Thời điểm nhập môn khảo hạch, hắn nghe học sinh báo cáo, Trương Huyền vì cứu người, sử dụng bí thuật, từ hợp linh cảnh đỉnh phong trực tiếp tăng lên một cấp, đến kiều thiên cảnh đỉnh phong. Lúc đó vẫn cảm thấy sẽ lưu lại tai họa ngầm với thân thể, để hắn khó xử lý. Làm sao mấy ngày không thấy, đã đến đạp hư cảnh. Từ tham gia nhập môn khảo hạch đến bây giờ, vẫn chưa tới hai mươi ngày chứ không biết ai thì thầm một tiếng ngay sau đó tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn về phía thanh niên giống như thấy được một quái vật từ khai giảng đến bây giờ tính toán đâu ra đấy hơn nửa tháng một chút từ hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh trực tiếp đến bát trọng đạp hư cảnh tăng lên tiếp cận bốn đại cấp người đây là tu luyện hay đùa giỡn xem như quán đỉnh cũng không có nhanh như vậy a à. người tu luyện không cần củng cố tu vi sao không cần đủ loại cảm mộ sao, đang khiếp sợ, cảm thấy có chút phát điên, liền nghe Trương Huyền ở cách đó không xa than thở, vẻ mặt hổ thẹn. Đúng vậy, gần đây chủ yếu kiểm tra phụ tu, không có thời gian tu luyện, nên tiến bộ hơi chậm. Hắn vốn định 10 ngày học xong 10 học viện phụ tu, sau đó dùng 5-6 ngày xung kích đến thánh giả nhất trọng, nửa tháng sau liền có thể rời đi. Kết quả, đã trải qua 17, 18 ngày, vẫn chỉ là đạp hư cảnh sơ kỳ, Phụ tu cũng chỉ có 5 loại. Thực sự không có gì phải đắc ý. Mọi người lần nữa nhoáng một cái, cả đám sắp hộp máu. Mẹ nó, cái này còn gọi chậm. Người như vậy còn chậm. Chúng ta những người này tốn hao mấy chục năm mới đột phá một cấp, chẳng phải thành heo sao. Mặt khác, người hổ thẹn cái gì à? Phải hổ thẹn, cũng phải là chúng ta mới đúng. Mặc dù buồn bực đến ngực đau nhức nhưng mọi người biết hắn nói là thật. Gia hỏa trước mắt này, Trước khi đi ra, 7 ngày khảo hạch 5 loại chức nghiệp, mỗi một loại đều vượt mức hoàn thành, huyền náo gà bay chó chạy. Không chỉ như thế, còn ở trong lúc nhàn rỗi giảng bài, sinh tử đấu, thậm chí còn lập huyền huyền hội, loại tình huống này, vẫn như quốc từ Kiều Thiên cảnh đỉnh phong, đột phá đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Được rồi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy khó chịu. So sánh với đối phương, những người mình tu luyện, không phải chậm có thể hình dung, quả thực chính là phế vật. Mặc dù buồn bực, nhưng nghĩ đến vị lão sư cao thâm khó dò kia, liền giật mình. Lão sư nghịch thiên, lại thêm bản thân thiên phú lợi hại, nếu giống như bọn họ, cũng quá mất mặt, làm sao được xưng tụng thiên tài siêu cấp. Ba tháng, ta cảm thấy lấy bản lĩnh của thầy Trương, khảo hạch lục tinh có lẽ rất nhẹ nhàng ha. Ngực đau không biết bao lâu, một vị trưởng lão nhịn không được nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Rất nhanh có người gật đầu. Đối với người khác. Ba tháng bế quan liền qua, thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với gia hỏa kia, ai biết có thể làm được cái gì. Thậm chí, đột phá đến thánh giả cũng chưa biết chừng. Vậy không cần do dự nữa, ba ngày sau tổ chức nghi thức kế vị. Mục sư phất tay, danh sư học viện tuyển ra viện trưởng, là đại sự oanh động đế quốc nhất đẳng, không thể qua loa. Định ở ba ngày sau, chính là vì có thời gian chuẩn bị, mời khách quý, bố trí sân bãi. Lại nói, còn phải sửa lại mấy chỗ bị hủy, nếu không, người khác nhìn thấy đường đường danh sư học viện, giống như gặp phải thổ phỉ cướp qua, cười cũng sẽ chết cười. Có quyết định, những người khác liền không nói thêm lời, toàn bộ đều gật đầu đồng ý. Mặc dù Kim Nguyên Đỉnh có thể bác bỏ, nhưng dù sao chỉ là thánh khí, những người khác không cảm thấy không ổn, nó tiếp tục chen vào cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao bất kể ai làm viện trưởng, địa vị của nó cũng sẽ không biến. Nhìn thấy mọi người vui vẻ quyết định, Trương Huyền mí mắt xoay loạn. Các người tuyển ta làm viện trưởng, ta là người trong cuộc, còn chưa nói đồng ý a. À. Tử Dương thú như nhìn ra ý nghĩ của hắn, nhịn không được mở miệng nói. Chủ nhân trở thành viện trưởng có thể tùy ý ra vào tàng thư khố của học viện, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái đó. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chỉ cần có thể đọc sách, chức viện trưởng này làm một chút cũng không sao. Thương nghĩ xong, chuyện còn lại liền đơn giản, phân công nhiệm vụ đủ loại quá trình nói tiếp cận một canh giờ, lúc này mới kết thúc. Viện trưởng, nghi thức kế vị còn chưa bắt đầu, cho nên tạm thời ngươi còn không có biệt viện, chỉ có thể oan ức tạm thời ở lại bên ngoài. Thương nghị xong, mi trưởng lão ấy nái nói, mặc dù thập đại trưởng lão cùng mục sư đồng ý, nhưng còn không có nghi thức tiếp nhận, hiện tại hắn liền không phải viện trưởng chân chính, còn không thể sử dụng quyền lực. Trương Huyền gật đầu, dù sao cũng chỉ ba ngày thời gian, cũng không vội vã lại hàn huyên một hồi, Trương Huyền lấy khảo hạch danh sư lục tinh, mau chóng tăng cao tu vi làm lý do, cái gọi là trách nhiệm của viện trưởng, toàn bộ ném cho đám người triệu viện trưởng, mi trưởng lão, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn luyện chế một loại đan dược cấp 7, có thể mượn kim nguyên đỉnh tiền bối dùng một chút hay không? Đã qua 10 ngày, mặc dù chưa kịp đi xem, nhưng linh hồn của Ngụy Như Yên hẳn đã nhận được tẩm bổ, có thể tiến hành động tác tiếp theo. Bởi vậy, việc cấp bách là luyện chế đoạn tục đan, chắc hẳn những ngày qua, đám người lỗ đan sư cũng đã học được thủ pháp mình cho. Khổ khổ, viện trưởng Kim Nguyên đỉnh tiền bối là lô đỉnh luyện khí, không phải đan lô. Triệu Bính tuất hơi đỏ mặt, vội vàng nói, lô đỉnh luyện khí cùng đan lô, khác biệt rất lớn. Người thân là luyện khí sư lục tinh kim luyện đan sư, chẳng lẽ không nhìn ra. Trường 1550, trường viện trưởng 2 Ta biết, nhưng đan dược cấp 7 uy lực quá lớn, đan lô linh cấp ta sợ không chịu nổi, cũng chỉ có loại thánh khí như kim nguyên đỉnh tiền bối mới có thể làm được. Trương Huyền nói, mặc dù nghiêm ngặt dựa theo trình tự của hắn đi làm, khẳng định có thể luyện được đoạn tục đan, sẽ không nổ lô, nhưng trải qua mấy lần trước luyện đan, hắn biết trình tự là một chuyện, thi hành lại là một chuyện khác. Đổi lại đan lô linh cấp, một khi không chịu nổi bạo tạc, toàn bộ danh sư học viện hầu như thành phế tích, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cái này, triệu bính tuất nghi hoặc đan đỉnh cùng khí đỉnh, tranh lệch rất lớn, làm sao luyện chế. Không cần lo lắng, mặc dù kim nguyên đỉnh tiền bối là khí đỉnh, nhưng cũng là lô đỉnh phong kín, chỉ cần ở phía trên, thêm trận pháp chuyển đổi, hoàn toàn có thể làm thành đan đỉnh sử dụng. Trương Huyền cười nói, đan đỉnh, khí đỉnh khác biệt lớn nhất là nhiệt độ trong đó. Cái sao cao hơn, hơn nữa nương theo thời gian càng lâu, nhiệt độ càng nóng. Cái trước thì nóng lạnh biến hóa cực nhanh, lại càng dễ không chế. Điểm ấy chỉ cần thêm một trận pháp, liền có thể giải quyết, không tính là quá khó. Nếu có nắm chắc, ta thương nghị với tiền bối một chút. Nghe hắn có thể đổi khí đỉnh thành lô đỉnh sử dụng, triệu bính tuất trần chờ một chút, đang muốn tìm kim nguyên đỉnh thương nghị, liền nghe thánh khí hử tiếng vang lên. Ta đường đường thánh vật chịu trách nhiệm luyện khí, để ta luyện đan, nghĩ cũng đừng nghĩ. Luyện khí thánh khí có kiêu ngạo của mình để nó đi luyện đan thật giống như để vịt đi đẻ trứng gà có thể đáp ứng mới lạ tiền bối vẻ mặt triệu bính tuất xấu hổ vội vàng ôm quyền không cần nói nhảm tính tình của ta không phải ngươi không biết còn dám nhiều lời có tin ta nuốt ngươi hay không luyện ngươi thành than kim nguyên đỉnh hừ lạnh một tiếng thanh âm oanh minh trong giọng nói mang theo ngạo khí khó che lấp cái này nghe được đối phương không chịu thỏa hiệp sắc mặt triệu bính tuất trắng nhợt, đành phải lắc đầu. Viện trưởng, cái này, thực hết cách rồi, nếu như tiền bối không đồng ý, coi như người có thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Khí linh thánh khí không phối hợp, muốn sử dụng, tương đương với nằm mơ, một khi hơi ngoài ý muốn, liền có khả năng để dược liệu biến thành cho bụi, hoàn toàn lãng phí. Ta xem có thể thương nghị hay không. Không để ý tới triệu bính tuất, Trương Huyền đi tới gần Kim Nguyên bình không thể không nói thân hình của thánh khí này rất lớn, so với hắn cao hơn phân nửa, phát ra khí tức thần thánh, cho người ta áp bách cực mạnh. Khó trách trở thành chấn viện chi bảo của danh sư học viện, thực lực quả thực đáng sợ. Sau khi tử dương thú tấn cấp, cũng không phải đối thủ. Muốn ta luyện đan cho ngươi, không có cửa đâu, ta khuyên ngươi, quên chuyện này đi, nếu không, coi như bọn họ đồng ý ngươi làm viện trưởng, ta cũng sẽ luyện ngươi thành than. Thấy hắn tới gần, Kim Nguyên Đỉnh hừ lạnh. Tiền Bối, ta tới là thương nghị với ngươi một chút, không nên tức giận." Trương Huyền tới gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Kim Nguyên Đỉnh một chút, lập tức dạo qua một vòng, vừa nói chuyện, một bên đập lên người đối phương mấy lần. "Ngươi nói, thầy Trương có thể thuyết phục Kim Nguyên Đỉnh tiền bối không?" Thấy hắn đi qua, Mi trưởng lão tới gần triệu viện trưởng hỏi. "Rất khó, tính khí của Kim Nguyên Đỉnh tiền bối ngươi không phải không biết, năm đó mặt mũi của lão viện trưởng cũng không cho." huống chi thầy trương, muốn thuyết phục. Gần như không có khả năng. Triệu Bính Tuất lắc đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Than thở một tiếng, mi trưởng lão đang muốn nói tiếp, chỉ thấy Kim Nguyên Đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh chói tai. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên nhoáng một cái, dán chặt trương huyền cách đó không xa, tựa như chó xù thấy chủ nhân. Đỉnh đỉnh bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, người để ta luyện cái gì, ta liền luyện cái đó, không phải là đan dược sao, người muốn luyện chế bao nhiêu? Nghi trưởng lão Triệu viện trưởng Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1550